vẫn là một cái lối cấm chọn, nhìn chung là không có quá nhiều sự thay đổi, nhưng mà chúng ta sẽ đang chờ đợi những cái sự bứt phá ở trong giai đoạn chọn thôi. Lượt cấm thì đang khá là quen thuộc rồi, với cái vị trí của Peanut cùng với cả vị trí của Grizzly đang đều được quan tâm tới. Thêm đó rằng là cánh trên, một cái vị trí mà đang rất là nổi ở trong phiên bản 13.13 sang 13.14 này, với hai vị tướng là Rekton Jax, thêm đó là Aatrox nữa, đã bị cấm đi rồi. Dạ, cấm chọn thực sự là tương đối nóng dành cho Kingen Grizzly và Doran Peanut. Đồng ý, chúng ta đang được hướng tới một cái meta mà sẽ chuyển dịch ra lên cánh trên, nhưng đứng giữa cũng sẽ là một đường được quan tâm với hai carry là Zeka và Chovy. Một cuộc đọ tay giữa hai người chơi này, và để xem cái kèo đối đầu này thì Zeka và Chovy sẽ lựa chọn tướng như thế nào. Lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía Hoàng Lai Sport, chúng ta vẫn đang có được những cái power pick ra là một trong số những con tướng như vậy, và vẫn ưu tiên cánh dưới đến từ bên phía của Hoàng Lai Sport với lựa chọn này. Có thể sẽ là cặp đôi Kai'Sa và Rell luôn. Còn với ZZ, một con Tristana mở dành cho Chovy và Pei sẽ là lựa chọn của họ, và thêm vào đó nữa là một con Maokai được định hình, và có thể đây sẽ là đội hình hai xạ thủ được vận hành bởi Gen.G Sport ở ván thi đấu đầu tiên này. Đây là một cái lối chơi mà các thành viên bên phía của Gen.G họ đã vận hành tương đối là nhiều rồi, với cái sự lựa chọn Maokai ở vị trí đi rừng dành cho Peanut, một cái con tướng nó không hẳn là quá là cơ động, nhưng mà cái khả năng kiểm soát cộng với cả khả năng kết hợp giao tranh là cực kỳ là tuyệt vời, vẫn đang là những sự ưu tiên hàng đầu của các người chơi đi rừng tại LCK ở thời điểm hiện tại. Và mở ra cho Chovy có thể chơi được một con tướng carry hạng nặng ở khu vực giữa là Tristana. Còn hàng Light Sport bây giờ họ sẽ có thể lấy về cho mình bộ khung 3 carry luôn cũng được, với một con tướng đường giữa và một con tướng đường trên dành cho Zeka và Kingen. Tuy nhiên thì với nhiều lượt cấm ở vị trí đi rừng quá, nên huấn luyện viên Dandy cũng phải cân nhắc tới sự lựa chọn dành cho Grizzly. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là lựa chọn luôn dành cho Kingen để chốt sổ với 3 carry dành cho bên phía của Hangolai Sport như Long nói. Virgo vẫn đang được hở ra, đây cũng có thể là một con bài đi rừng dành cho Hangolai được. Và quyết định của họ là Rell, một con tướng vẫn là hai đường nha. Như đã nói thì combo Rell và Kai'Sa vẫn rất là mạnh dành cho Viper và Life ở khu vực đứng dưới. Và thêm vào đó nữa là con Rell này cũng đã được vận hành một lần đến từ Grizzly ở trong vai trò đi rừng rồi. Và cái cách triển khai Rell ở vai trò đi rừng thì nó cũng rất là hiệu quả với cái nguồn sát thương mà con bài được tạo ra cũng như lượng hiệu ứng mà Rell mang lại. Còn với Gen.G thì đây sẽ là con bài dành cho Pei ở vị trí xạ thủ, hai xạ thủ được khóa lại rất nhanh dành cho bên phía của Gen.G Sport với Tristana đứng giữa của Chovy, và thêm vào đó nữa là Saya một cách khá là an toàn đến từ Pei ở khu vực đứng dưới. Chốt sổ hai carry đến từ Gen.G với lựa chọn Maokai vận hành hai xạ thủ. Còn với Hang Life Sport thì họ đang có những con bài mở, họ đang có một con Rell mở ít nhất là như vậy. Và tiến sang phase 2 thì để xem cái cách có vật chọn đến từ bên phía của Gen.G và Hang Life sẽ có những chiều hướng như thế nào. Với Gen.G thì họ ban vào Na đường trên của Kingen. Cả Doran và Kingen đều đang chưa chọn tướng, nhưng quyết định đến từ bên phía của Gen.G là tước luôn một lựa chọn mà có thể nằm trong tay của Doran ở ván đấu này. Vâng ạ, đồng ý là như vậy ạ. Tuy nhiên thì các thành viên bên phía của cả Gen.G lẫn Hangolai Sport đều có thể hướng tới một cái mẫu tướng đường trên theo dạng là thuần chống chịu, như là những cái vị tướng theo dạng như kiểu On hoặc là Sion mà chúng ta có thể sẽ được nhìn thấy ở khu vực trên, thì những con bài mạnh như là Jax, Rekton, Aatrox đều đã bị ban đi rồi, ta sẽ cùng phải chờ xem. Bên cạnh đó, Hangolai Sport họ đang nhắm vào khu vực nửa dưới của bản đồ với một lượt cấm gần như là chắc chắn phải xảy ra, đó chính là con Rakan trong lệnh Delight. Còn sau đó thì họ cũng sẽ có thể dành thêm cho mình cái sự chú ý dành cho Doran cũng được. Tôi nghĩ là lượt ban tiếp theo đến từ bên phía của Hawaii Sports sẽ là Nautilus. Ở tước đi luôn hai con bài mở mà Delight có thể lựa chọn, không Gen.G quyết định ban Nauti luôn. Thực ra thì chúng ta vẫn còn Sante nha, một con bài lắp vào đội hình của cả Gen.G Sport và Hawaii Sports đều rất là tốt, nhưng bởi vì Gen.G họ đang ở bên phía của đội 2 và sẽ được cấm vào chọn trước ở phase 2. Thì quyết định tôi nghĩ rằng hợp lý đến từ Gen.G, họ có thể lốc sớm vào cho Doran với lựa chọn Sante này được. Để xem cái quyết định đến từ Hangolai sẽ là như thế nào. Họ vẫn đang còn Rumble nha. Ra cái combo Rumble và Rell cũng là một combo rất là mạnh mà Hangolai Sport có thể hướng tới để tạo ra một cái góc giao tranh và một cái góc gây sát thương tốt đối từ cả Zeka với Azir và cả Kai'Sa dành cho Viper nữa. Alistar lượt cấm đến từ bên phía Hangolai Sport, và đúng như dự đoán chúng ta còn Sante đứng trên. Và Sante thì lắp vào hai đội hình này đều gần như là rất là hoàn hảo, có tướng chống chịu, có khả năng tay đôi mạnh, và đặc biệt là có một cái khả năng ngay lập tức áp chế một con bài của đối phương đến từ Doran. Nhưng không, đổi qua Rumble một nước đi, tôi nghĩ rằng là một mũi tên trúng hai đích, vừa có được lựa chọn mạnh dành cho Doran và vừa tước đi cái combo mà tôi đã nói từ giai đoạn trước, đó là Rumble và Rell đến từ bên phía của Hangolai Sport. Thôi, quyết định của Kingen sẽ là Sante. Đây là một cái con bài mang thiên hướng tôi nghĩ rằng hợp lý cho bên phía của Gen.G nha. Maokai cộng với cả Rumble cũng có thể mang về một cái khả năng giao tranh tương đối là tốt.
vừa có thể khép góc, vừa có thể khiến cho đội hình của Haaland phải đứng chung vào một cái vị trí xấu để rồi tung ra cái quyền lực thiên nhiên cộng với cả cái một tên lửa. Thì đó là cái khả năng kết hợp cánh trên đến từ bên phía của Genji, và họ sẽ có thể để cho Delight là một cái người chơi mang cho mình cái vị tướng, tôi nghĩ là sẽ có thiên hướng lao vào thêm giao tranh nữa để cho Genji họ có khả năng tạo khoảng trống cho hai xạ thủ được trả sát thương. Còn Haaland Sport với việc cần phải hoàn thành đội hình của mình ở thời điểm hiện tại, thì với sự xuất hiện của Wukong, chúng ta sẽ biết được rằng là con Real này nằm trong tay của người chơi hỗ trợ bởi vì Haaland là live rồi. Không phải là Virgo tướng thuận tay còn lại đến từ Risley sau Sejuani và sẽ làm con Wukong để tăng thêm khả năng giao tranh. Đội hình giao tranh thuần túy đến từ bên phía của Haaland Sport, còn với Genji Sport thì họ sẽ vận hành đội hình hai xạ thủ như thế nào với combo Rumble kết hợp với Maokai, và cần phải có một con tướng mở. Maokai mở thì sẽ là hơi khó, đặc biệt là khi mà bạn thảy của lực thiên nhiên ra mà không có hiệu ứng trồng vào thì đối phương rất là đơn giản lùi về ở mối cự ly an toàn thôi. Liêu Lan là một con bài khá là tốt ở trong cái bối cảnh hiện tại khi đã bị ban đi cả Rakan, cả Alistar và cả Nautilus với sự lựa chọn cấm thứ hai đến từ cả đôi bên. Một chất đội hình tôi nghĩ là khá là cân bằng, và đặc biệt là có những cái điểm giống nhau đến từ cả bên phía của Haaland Sport và cả Genji. Chỉ có điều khác là Genji họ sẽ vận hành hai xạ thủ, còn với Haaland Sport thì họ sẽ vận hành hai carry, đó là Azir của Zeka và thêm vào đó đó là một con cái giá trong tay của Viper và thôi. Đều là hai chất đội hình rất mạnh ở khả năng giao tranh tổng, để xem là bên nào sẽ có được ưu thế ở trong giai đoạn landing để họ tận dụng cái ưu thế với chất tướng 5-5 rất mạnh với tư cả Haaland Sport và Genji ở ván đấu này đây. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là cả hai đội tuyển đều đang có một cái ý tưởng tương đối là giống nhau nha. Họ đang hướng tới giai đoạn giữa của ván thi đấu nhiều hơn, khi mà nguồn sát thương của các carry đều đã được đảm bảo rồi, cái khả năng giao tranh tổng của họ là vô cùng tuyệt vời. Bên phía Genji chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau rồi, và bây giờ hãy cùng nhìn lại bên phía của Haaland Sport với cái khả năng kết hợp hiệu ứng khống chế cũng phải nói là cực kỳ là khủng khiếp, với bộ ba Sante, Azir, thêm đó là Wukong nữa. Và chưa kể đến cái chiêu cuối của vị tướng Real nằm trong tay của Live, nó sẽ khiến cho bên phía của Haaland Sport nếu như họ có được một góc giao tranh đẹp, rõ ràng họ cũng sẽ không ngại để có những tình huống lao vào. Thực sự là khả năng kết hợp combo rất là ghê đấy từ cả Haaland Sport và Genji Sport. Genji sẽ hơi thiếu chống chịu hơn một chút so với Haaland Sport với việc là sở hữu cả Sante, Wukong và cả Real, với khả năng băng vào đến từ bên phía của Haaland Sport là tương đối khủng khiếp trước hai carry của Genji. Cái cách triển khai đến từ hai bên sẽ là như thế nào và chúng ta cùng chờ đón xem bàn đấu đầu tiên sẽ được diễn tiến đến từ bên phía của Haaland Sport và Genji. Bàn đấu đầu tiên của cổ lực về của LCK mùa hè năm 2023 ở tuần thi đấu cuối cùng. Genji cần phải có được một chiến thắng để tiếp tục đeo bám cái team roster ở trên đỉnh của xếp hạng. Còn với Haaland Sport, một vị trí thứ ba cạnh tranh với D+KEA sẽ là điều họ cần phải làm được trước khi vòng bảng của LCK mùa hè kết thúc. Vâng ạ, thưa các bạn giả, trận đấu giữa Haaland Sport và Genji Esports đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, GG Live và đặc biệt là ở trên nền tảng mới của chúng tôi là Online TV với cái tên miền là online.vn. Với việc là bạn có thể tham gia trả lời các câu hỏi tương tác ngay trên sóng livestream trực tiếp luôn để có thể mang về những cái phần quà cho mình. Là một cái ví dụ rất điển hình luôn là ví dụ như là con rồng đầu tiên của trận đấu này sẽ là con rồng gì, và chúng ta đã có câu trả lời đó chính là con rồng đất. Còn những cái diễn biến đầu tiên của ván thi đấu này cũng sẽ không có điều gì bất ngờ cả. Cả hai đội tuyển cũng sẽ chơi khá là củ chắc mà thôi. Chắc là như vậy rồi, đội hình hai xạ thủ bạn sẽ cần phải có một khoảng thời gian ít nhất là đợi cấp độ 6 để họ đánh với một cái combo Rumble cộng với Maokai ở cánh trên. Còn với Haaland Sport thì họ cũng sẽ chờ đợi để chơi những cái combo cho mình mà thôi. Một cú hất tung nhiều người đến từ Grizzly và thêm vào đó nữa là một cái sức hút kinh hoàng chồng vào, thực sự là với khả năng giao tranh cũng là rất khủng khiếp mà Haaland Sport sở hữu ở cái đội hình này. Cách đi đường đến từ cả đôi bên thì đứng giữa đây sẽ là kèo Real và rõ ràng là Chovy anh ta sẽ có được ưu thế trước cấp độ 6 so với lại con Azir trong tay của Zeka. Đấu rất là quen thuộc ở trong khoảng thời gian gần đây khi mà cứ có dẫm nhảy tên lửa là người chơi sử dụng Kristana sẽ spam liên tục để có thể lấy máu và khiến cho cái ngưỡng máu đến từ Azir luôn ở một cái trạng thái rất là báo động. Ngay lập tức là một tình huống nhấn lên rất cao tới từ Chovy, ép cho ZK buộc phải đánh lui về. Đâu đây là một cái lối chơi quen thuộc của Chovy ở khu vực đường giữa. Còn lại ở các khu vực đường khác thì để xem liệu rằng là Genji họ sẽ có lợi thế được như thế nào. Ở khu vực nửa trên của bản đồ thì với việc cầm cho mình thiên thạch bí ẩn, Doran cũng sẽ có thể có một cái nhịp đẩy tốt hơn so với cả Kingan nếu như mà không bị dính quá nhiều những cái cú quy của con tướng Cassante này. Ở khu vực nửa dưới thì cái cơ sở để cho Paige cùng với cả Delight chơi tự tin là có, bởi vì Peanut cũng sẽ vòng xuống khu vực nửa dưới của bản đồ tại thời điểm phút thứ 3, và nhìn chung là cũng sẽ có một tình huống trao đổi cua mà thôi khi mà Grizzly đang có vòng rừng ngược trở lại. Cả ba đường đều là đường đẩy đến từ bên phía của Genji Sport. Doran thì khỏi bàn với một cái thiên thạch bí ẩn cùng chất tướng Rumble, thì rõ ràng kèo đấu này anh ta sẽ là người có được ưu thế so với chất tướng Sante của Kingan.
đứng giữa như chúng ta đã phân tích, Chovy chắc chắn sẽ có được ưu thế trước cú độ 6 trước một con Asia của JK, và cánh dưới thì cặp đôi Pay và Dila cũng đang có được một cái thế lính đẩy tốt hơn. Và đây rõ ràng rồi, ba đường đẩy cao làm cái khoảng trống rất mênh mông để Pinner di chuyển, thậm chí anh ta tấn công thẳng vào một con ngủ công cấp độ 3. Hai bên đều cầm bùa đỏ, có trừng phạt đến từ vị trí của Pinner và anh ta cướp luôn con chim to trước mặt của Grizzly. Một động thái đi rừng rất chủ động và cực kỳ quyết đoán đến từ đầu nhỏ, rất tự tin đến từ bên phía của người đi rừng bên phía Gen G, và rõ ràng là có cơ sở đúng không ạ, khi mà Chovy đang liên tiếp ép cho JK farm sát trụ như thế này ở đường trên, Doran đang đẩy cực kỳ cao để có thể sẵn sàng tiến ra hỗ trợ. Máu của Chovy đang hơi ít nha, liệu rằng Peanut có tự tin để lấy nốt con bùa xanh này hay không này. Doran sẽ là người phải di chuyển ra. Grizzly đang có một tín hiệu di chuyển vòng ra để ganh vào người của Chovy. Chovy đang mất rất là nhiều máu. Chovy nhận thấy rằng mình gặp nguy hiểm, lùi về rất nhanh. Gen G Esports họ xử lý thông tin rất là tốt trong pha vừa rồi, nhưng bây giờ Grizzly có thể sẽ gặp nguy hiểm ở cái pha này khi mà Doran đang ở bờ sông. Grizzly tiến ra kiểm soát cho mình con cua, Peanut đang di chuyển tới và Peanut biết được rằng Grizzly ở đây rồi, nhưng còn trừng phạt và Grizzly giữ lại cho mình ít nhất là một cua. Trong khi đó thì Peanut không còn trừng phạt nữa và chắc chắn là anh ta sẽ phải bỏ con cua ở nửa trên thôi, nhưng đây sẽ là pha đi ngang đường giữa để có thể tăng thêm ưu thế dành cho Chovy, với việc là đường giữa của Gen G Esports vừa sử dụng cú dịch chuyển quay trở lại sẽ là một pha chia sẻ tầm nhìn của cua đến từ Peanut và Grizzly. Và Grizzly anh ta sẽ giữ lại con cua ở nửa trên để phần nào đó gây sức ép vào cái khả năng đẩy cao của Dora và thậm chí là cả Chovy nữa. Còn Peanut sẽ hướng xuống cánh dưới với việc đảm bảo an toàn dành cho cặp đôi Pay và Delay với con cua ở nửa dưới quả đồ. Nhưng vòng rừng 3 bùa lợi sẽ là ưu thế rất lớn với lượng cấp độ mà Peanut anh ta sở hữu được, với lượng kinh nghiệm mà anh ta có được so với lại chất tướng ngũ công ở bên kia. Ngược hướng trở lại thì cấp độ 6 sẽ là rất xa xôi đến từ ngưỡng sức mạnh của Grizzly ở ván thi đấu này. Liên tiếp à? Liên tiếp là những tình... không ngừng nghỉ. Đậu nhỏ không ngừng nghỉ một phút nào trong cái khoảng thời gian chống của mình, và liên tiếp có những tình huống tiến sang để xâm lăng phần rừng của Grizzly bên phía bên kia. Và bây giờ là thêm bãi người đá nữa và sẽ hỗ trợ cho Paige cùng với cả Delay đẩy lên thêm một nhịp trước khi mà cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Gen G biến trở về nhà. Cái chênh lệch về chỉ số quái vật rừng đang là rất là lớn nha, bởi vì Peanut còn cả nguyên một cái vòng rừng dưới chưa ăn, và chắc chắn rằng sẽ hoàn toàn có cơ sở để kiểm soát khi mà Peanut di chuyển xuống khu vực nửa dưới của bản đồ. Anh ta còn 5 bãi quái vật chưa ăn, với việc là cả Chovy, cả Pay, Delay và cả Doran đều đẩy cao như thế này thì chắc chắn có cho kẹo thì Grizzly cũng sẽ không dám sang rừng của Peanut để cướp. Và đây sẽ tiếp tục là bãi đá, bãi chim, bãi sói, bùa xanh và bãi cóc được vận hành đến từ Peanut ở vòng rừng thứ hai của anh ta. Nhưng cái vòng rừng đầu thì anh ta thậm chí là còn chưa ăn ở cánh dưới nữa cơ, bùa xanh vẫn còn nguyên. Một cái lượng kinh nghiệm chênh lệch rất là lớn sẽ được có đến từ hai người trên đến rừng nếu như Peanut hoàn thành xong cho mình bãi quái vật rừng, và Grizzly di chuyển xuống bãi đá thì anh ta tét to rồi. Không còn quái vật rừng để Grizzly để anh ta có thể farm nữa, và lại phải lóc cóc di chuyển lên bãi sói để tiếp tục với cái vòng rừng của mình. Cái lượng chênh lệch kinh nghiệm như đã nói là rất lớn, và Peanut chắc chắn là anh ta sẽ có được cấp độ 6 nhanh hơn rất nhiều so với con ngu câu ở bên kia. Thật sự là quá là thương cho cái tấm thân cơ hàn của con ngu công trong tay Grizzly. Nãy giờ chỉ có đi lòng vòng thôi chứ không có bất cứ một cái bãi tài nguyên nào dành lại dành cho mình cả. Cũng chưa có bất cứ một tình huống ganh nào có thể diễn ra được, bởi vì nếu như bây giờ có di chuyển ra khu vực đường mà để lộ vị trí thì càng có cơ sở để cho Peanut cố gắng kiểm soát được cái vòng rừng còn lại thêm nhiều hơn nữa. Vậy nên Grizzly cố gắng đang phải bù lại cái lượng tài nguyên của mình, nhưng mà đi đâu cũng đi qua tầm nhìn như thế này thì e rằng là hơi khó. Vào chắc là mọi cái Grizzly không biết luôn. Mất rừng và không biết rằng là mình mất bãi quái vật rừng. Thực sự thì rõ ràng rồi, Grizzly anh ta sẽ phải rất là khổ sở khi nó đã cấp độ 5, trong khi đó Grizzly mới chỉ đang ở cấp độ 4 mà thôi. Và như đã nói thì đang là 17 chỉ số quái vật rừng thịnh lệnh ở vai trò đi rừng đến từ cả đôi bên, và nó cho thấy được rằng là cái kinh nghiệm vòng rừng đầu tiên được kiểm soát với cả ba đường đều đẩy giúp cho Peanut có được lợi thế như thế nào. Pha mở đường áp chế về thêm trụ Doran dính một hit trụ và anh ta bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy với pha chiêu cuối tốt với tình huống mở đường trước đó kỳ cực. Đó là một tình huống câu kéo tới từ Doran, bởi vì cái nhịp lính của Doran đang đẩy lên và Doran biết được rằng Kingan không có dịch chuyển, vậy nên là đổi cái tốc biến chỉ để lấy một tân lính được đẩy vào thì nó không hẳn là quá là lời cho lắm. Nếu như mà Doran có thể ăn được cho mình một cái lớp giáp trụ thì sẽ là ngon hơn, nhưng chỉ là một cái nhịp đẩy cho Kingan phải lui trở về nhà mà thôi, và Doran sẽ buộc phải thi đấu cẩn trọng trong những phút sắp tới. Bởi vì thật ra là cái lượng chỉ số lính chênh lệch đang rất là tốt nha, nhưng mà họ đã ở đường giữa giao tranh nổ ra. Phần chiến đã đẩy Chovy về, Chovy không bị trụ bắn, Chovy vẫn đang bắn một người JK được, nhưng JK đang xỉa rất là đau. Chovy buộc phải rút về với cú dẫn nhảy tên lửa. JK vẫn còn tốc biến nha,
Gen G họ đang xử lý những tình huống đổi phép bổ trợ đang không thực sự được uy tín lắm nha. Nhưng đó là cái áp lực cần thiết để cho Peanut kiểm soát được cho mình con rồng đầu tiên này. Tất cả những cái yếu tố vừa rồi đến từ Châu Vi chỉ là để khiến cho anh ta đảm bảo an toàn và khiến cho con rồng yếu tố chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của Gen G Sport và thôi, chắc chắn sẽ không có bất cứ một cái mạng hạ gục nào cả. Ở vai trò đứng giữa đến từ cả Châu Vi và Zeka với cô sát thương được tạo ra thiếu hụt đến từ cả đôi bên. Và đi ngang đường đến từ Peanut để anh ta hỗ trợ cho Azi chuyển về ở vị trí của Châu Vi. Còn ở cánh dưới này thì tiếp tục sẽ là những cái tình huống trì trệ. Nãy giờ thì Pay và Delay luôn là người làm tốt hơn ở khoản đẩy đường. Nếu như nói về chỉ số lính thì Viper cũng đang có một cái lượng lính rất là ổn với 75 chỉ số quái vật so với 70 của Pay bên phía bên kia. Cái lượng lính này cũng sẽ giúp cho anh ta rất là gần với cái giao điện static bị đầu tiên mà đứng giữa bên phía của Hang Wise Sport hướng tới. Khi hoàn thành xong giao điện thì cái tốc độ đẩy đường đến từ một con Kai'Sa sẽ được tăng cường hơn rất là nhiều. Và cái khả năng di chuyển đến từ Viper và Lai sẽ là sớm hơn tương đối so với cặp đôi Pay và Delay bên phía bên kia. Áp lực cánh trên tốt với tình huống ép tốc đến từ trước đó của Doran, nó khiến cho bên phía Hoàng Wild Sport đang tự tin để triển khai. Sự giả khai đứt còn ở cánh dưới là tình huống 2-2. Và rồi giao tranh nổ ra, Pay thu lồng về rất tốt để giữ chân Viper lại khi mà Viper dùng bản năng sát thủ. Nhưng bây giờ là Delay vẫn đang muốn tiến thêm một lần nữa. Lai đang che chắn tương đối tốt, tốc biến lên làm choáng. Viper đang cố gắng bỏ chạy về tốc biến để né khỏi tái dương hạ sàn. Giao tranh rất là căng thẳng nổ ra ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Ở đường trên cũng tương tự là như vậy khi mà có một nhịp di chuyển vào tới từ Gen G để ngăn cản không cho Grizzly ăn con sứ giả. Và cả hai bên cứ thế mà rút lui mà thôi. 9 phút đầu tiên của bán thi đấu chưa có ai phải nằm lại. Tính chất quan trọng của ván đấu với tình huống 2-2 ở cánh dưới. 4 cú chiêu cuối được tung ra và 8 cái phép hỗ trợ được đầu tư đến từ Pay, Delay, Viper và Lai. Nhưng không ai phải lên bảng điểm số cả. Và 2-2 rất LCK đến từ bộ đôi của Hang Wild Sport và Gen G Sport. Còn ở cánh trên thì với việc như đã nói, Doran không có tốc biến nữa, Gen G cũng quyết định là không mạo hiểm với việc là triển khai con sứ giả một cách quá gấp gáp. Còn tình huống xử lý vừa rồi đến từ bên phía của Hang Wild Sport, Grizzly vẫn chưa thể nào ăn được con sứ giả này nha. Vẫn chưa có tình huống trao đổi mục tiêu thành công đến từ Hang Wild sau khi con rồng nguyên tố đầu tiên đã thuộc về tầm kiểm soát của Peanut rồi. Tiếp tục là một tình huống cố gắng kiểm soát khu vực nửa trên bản đồ tới từ Grizzly. Nhưng bây giờ là Gen G họ đang đẩy cả Pay cùng với cả Delay lên rồi. Và có vẻ như Gen G họ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cái con sứ giả này một chút nào cả. Sẽ là một cái lượng kinh tế rất là lớn được chảy vào túi thành viên bên phía Gen G nếu như họ có được. Và bây giờ trước hết là gây áp lực của người Kingen đã. Kingen mất nửa cây rất là nhanh rồi. Doran xây rất đau, đánh thường ở dạng đầy nộ cũng rất là đau. Kingen đang tạm thời phải lui nhẹ về một chút. Live cùng với Grizzly đang ở đây. ZK đang đẩy rất là nhanh ép cho Chovy phải mất máu rồi. Các thành viên bên phía của Howlite họ sẽ đánh từ đường giữa đánh lên. Còn Gen G là đánh từ đường trên đánh xuống. Liệu rằng có được hay không này? Con sứ giả vẫn còn một nửa cây máu. Grizzly đã bắt đầu tiếp cận rồi. Lai đang có một tình huống vòng sau. Delay buộc phải di chuyển ra để kiểm soát tầm nhìn. Con sứ giả vẫn đang thuộc quyền tranh chấp 50-50. Chiều cuối của Phi đất cực tung ra. Người che đó chính là người chơi đi từ bên phía Hang Wild Sport. Và bây giờ vẫn chiến ra đẩy cả 5 người rất tuyệt vời. Tới từ ZK. Chiến công đầu đã có rồi. Bắn thoải mái. Tới từ Viper. Delay rất thấp máu rồi. Phi đất cũng thấp máu. 3 điểm hạ gục. Dành cho bên phía của Hang Wild Sport đúng hơn là 4. Khi chỉ còn một mình Chovy mà thôi. Đó là một tình huống phân chia thiên hạ quá tuyệt vời của ZK để kết thúc pha giao tranh vừa rồi. Tiền đề giao tranh đến từ bên phía của Gen G Sport là rất là ít ở trong pha vừa rồi. Đầu tiên là Chovy bị đẩy bởi ZK, anh ta ra đường, chính xác là ra tình huống sứ giả vừa rồi chậm hơn so với đường giữa của đối phương. Và một cái góc vòng với Surima Shuffle phải nói là quá kinh dị đến từ ZK và đẩy phân chia thiên hạ vào trúng 3 người của đối phương. Ở vì sao là cú đẩy 4 luôn. Đang đẩy 4 người và Peanut dùng cho mình cú W để có thể tránh và đẩy về. Tính mạng của anh ta thì không thể nào đào thoát được cả. Với 4 mạng hạ gục dành cho bên phía của Hang Wild Sport, sứ giả được Chovy kiểm soát để gỡ gạc phần nào đó dành cho bên phía của Gen G. Nhưng tôi tin rằng tình huống trao đổi vừa rồi vẫn là một ưu thế quá lớn dành cho bên phía của Hang Wild Sport. Và quan trọng rằng 2 mạng dành cho Kai'Sa của Viper và một trong số đó nằm trong tay của ZK. Những carry rất cần trang bị đều có được điểm hạ gục ở pha giao tranh vừa rồi đến từ bên phía của Hang Wild Sport. Cái lượng tài nguyên khủng khiếp được chảy vào túi các thành viên bên phía Howlite ngay lập tức đã nâng cái lượng tiền chênh lệch lên con số là 1.000 vàng rồi. Tuy nhiên Gen G họ có cơ sở để có thể cân bằng lại một chút bằng việc con sứ giả trên của Chovy được thả ra ở khu vực đường giữa. Và qua đó thì nếu như mà họ muốn, họ có thể sử dụng chiến thuật là sử dụng 2 sứ giả để đẩy vào cái trụ đường giữa. Qua đó khai thác được những cái đường đi tiếp theo xuống khu vực hang rồng. Con rồng thứ hai đã chuẩn bị có mặt ở trên bản đồ rồi và ngay lập tức là cả hai người trên rừng đều đang xuất hiện ở khu vực nửa dưới luôn. Peanut đã hồi lại cho mình quyền lực thiên nhiên và anh ta sẵn sàng di chuyển xuống. Pay cũng đã có bão tố nổi dậy. Tình huống vừa rồi là tình huống mà cặp đôi bên phía của Gen G Sport, một người thì chưa kịp hồi chiêu cuối, một người thì không kịp sử dụng. Và nó khiến cho cái tình huống giao tranh gần như là đổ bể hoàn toàn với một cú Surima Shuffle phải nói là hết sức kinh dị của ZK.
nè giao tranh tốt hơn và Hawaii Sports có được một ưu thế tương đối ở trong giai đoạn early game. Họ đang dẫn khoảng 1.300 vàng so với đối phương ở trong tình huống này, nhưng vẫn là hai mục tiêu lớn được kiểm soát đến từ bên phía của Gen.G, và con sứ giả này sẽ được thả ở đường giữa để có giáp trụ dành cho Châu Vị. Và bây giờ ở đường dưới giao tranh nổ ra, Viper mất thanh tẩy rồi, Pay đang nỗ lực xả sát thương, nhưng đây là tình huống Grizzly có mặt và Delay sẽ nằm lại trong pha này mất. Delay quá là thấp máu, không còn tốc biến nữa rồi. Peanut phải xuất hiện để bảo kê, nhưng đó là chim mồi của Grizzly che chắn được cái chiêu cuối của Peanut. Các thành viên bên phía của Gen.G họ đang bị thiếu người trong pha này. Con rồng đã có mặt ở trên bản đồ, lượng tài nguyên của Pay thì chưa tiêu tốn nhiều cho lắm, và Gen.G họ vẫn ít nhất là có được thế kiểm soát ở khu vực sông dưới. Nhưng họ vừa mất người, đồng nghĩa với việc là Harmony Sport đang muốn đẩy nhanh cái tốc độ của ván đấu này. Họ muốn có con rồng nguyên tố để cân bằng tỷ số rồng so với lại đối phương, phá thông nổ luôn đến từ Viper để chắc chắn rằng sẽ không có một tình huống vòng sau đến từ Maokai trong tay Venus. Và rồng đang được ăn rất nhanh, có dịch chuyển xuống cánh dưới đến từ Doran và sẵn sàng là ta tình huống phản công đến từ bên phía Gen.G Sport. Bay dính rất nhiều hiệu ứng, bay dính luôn cả phần trên thân ánh, đã tốc biến dùng bão tô đồ dậy để có thể rút lui về. Bên này thì Grizzly đang bị sấy bởi Doran, tình huống sấy đỏ nó quá đau, nhưng mạng hạ gục rất đáng tiếc lại dành cho Delay. Không sao hết, Gen.G vẫn có được cho mình hai điểm mạng gục. Họ dùng rất nhiều tên lửa, Chovy đẩy lui thành công được ZK với đại bác đẩy lùi, và ZK lùi về với đúng một chấm máu mà thôi. Liệu được giữa của Hawkeye Sport có nằm xuống hay không? Đây còn bên phía bên kia thì Kingkun đã nằm rồi, hồi lại dậm nhảy tên lửa và chỉ cần một hit đánh tay nữa thôi, Chovy thậm chí dùng tốc biến luôn cho nó chắc cú. Bốn mạng đổi ngược trở lại dành cho bên phía của Gen.G, và họ chỉ mất đúng một người thêm, đó là vị trí của Delay trước đó mà thôi. Đó là một pha giao tranh thật sự là mẫu mực của các thành viên bên phía của Gen.G Esports. Họ biết được rằng Paige là người sẽ bị để ý tới, nhưng Chovy thì không. Và khi mà Doran tới, các thành viên bên phía của Hawkeye Esports họ đã quá là sa đà vào trong pha giao tranh rồi, và họ để hở tuyến sau. Mặc dù là một người đã phải nằm lại là Delay từ một cái khoảng thời gian trước đó cũng kha khá, nhưng mà người chơi hỗ trợ của Gen.G vẫn kịp thời có mặt ở khu vực hang rồng để có thể giao tranh được. Và các thành viên bên phía Gen.G họ giao tranh thắng, họ lại nhường được tài nguyên cho rất là đúng người, và họ có được cả con rồng nữa. Tố chức cuối cùng công pha này, có lý do gì đến phía của Gen.G Sport không chơi cả, và Pay mặc dù dính hai chiêu cuối bản năng sát thủ và cả phân chia thiên hạ, nhưng đang khó báo tố đổi dậy và tốc biến được thể đào thoát về. Pay đứng ở một cái cự ly rất là an toàn và chẳng có ai để có thể ám sát vào Pay nữa. Pay sống, và trong khi đó thì toàn bộ đội hình bên phía của Hawkeye Sport tan đàn xẻ nghé. ZK cắm mặt cắm cổ chạy, anh ta còn đúng một chấm máu và bị dứt điểm bởi cú tốc biến đánh tay đến từ Chovy sau cú dậm nhảy tên lửa trước đó. Và rất nhiều mạng hạ gục dành cho bên phía của Gen.G Esports, cộng thêm con rồng nguyên tố thứ hai nha. Cứ tưởng rằng Hawkeye Sport sẽ lấy lại được ưu thế ở trong tình huống giao tranh sứ giả, nhưng không, Gen.G comeback rất mạnh ở vào pha giao tranh rồng vừa rồi. Chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn rồng lửa trong cái ván thi đấu này nha. Một cái bản đồ thực sự là rất đáng sợ cho bất cứ một đội tuyển nào. Cả Viper cùng với cả ZK hay bên phía bên kia là Paige và Chovy đều là những người rất là được hưởng lợi với cái linh hồn rồng này. Hawkeye Sport họ không còn cơ sở để có thể bỏ rồng được nữa rồi. Họ buộc phải tìm đường để có thể ngắt mạch rồng của Gen.G thôi. Trong khi đó Gen.G đây mới chỉ là phút thứ 16 của ván thi đấu, họ đã có trước tới tận 2 rồng. Nhưng mà khoan đã, Chovy có thể sẽ bị shut down trong pha này, cần phải clear lính thật là nhanh lên. Ba người lao vào, đẩy một người ra, vẫn bị giữ lại. Chovy đang gặp rất nhiều nguy hiểm và Chovy đã bị shut down, mạng được nhường cho con Azir của ZK. Chovy bùng chuột và nói rằng là chịu thôi, ba đấy thì hết cứu. Rõ ràng rồi, ba cú chiêu cuối được đầu tư đến từ bên phía của Hawkeye Sport. Họ ngắt được cú dậm nhảy tên lửa, Chovy không tốc biến và anh ta nằm lại dưới sức sát thương đến từ bộ ba bên phía của Hawkeye Sport. Pha băng trụ khá đơn giản đến từ Hawkeye, họ sẽ có được thêm cho mình cái chủ đầu tiên ở khu vực đứng dưới này. Trong khi đó ở cánh trên là một tình huống dùng áp chế đến từ Sante, có cả Viper bản năng sát thủ. Doran không thể một cân hai được, và mạng hạ gục dành cho đường trên bên phía của Hawkeye Sport. Những pha di chuyển bắt lẻ đang thực sự rất là tốt của bên phía của Hawkeye nha. Họ cử ba người xuống đường dưới mà vẫn còn có hai người có thể có một cái nhịp di chuyển lên đường trên được để có thể bắt vào Doran trong pha vừa rồi. Hai trong số những nguồn sát thương chính đã bị hạn chế đi rồi, và Viper còn thanh tẩy, bị làm choáng, bị tấn công. Viper quyết định là giữ cái thanh tẩy của mình lại, mạng sắt đao được nhường cho Chovy. Chovy vừa mới nằm xuống thôi lại được hưởng tài nguyên luôn. Còn ở đường giữa, Paige ăn được cho mình cái trụ một khu vực đường giữa. Hai đội đang có một cái ván đấu một cái tốc độ rất cao, nhăn miếng chả miếng liên tục đến từ bên phía của Hawkeye Sport. Vừa bắt lẻ Chovy xong thì Chovy dùng dịch chuyển lên khu vực đường trên sau một tình huống mà Doran bị bắt lẻ, và anh ta bắt lẻ ngược lại Viper luôn. Tiếp sau đó là Pay có được cái trụ bộ ở khu vực đường giữa, và bây giờ sẽ là sứ giả hai được triển khai đến từ bên phía của Gen.G Sport. Đánh nhau rất nhiều được xảy ra, nhưng câu chuyện là Gen.G Sport vẫn có được cho mình tổng cộng là 4 mục tiêu
hai rồng và hai sứ giả với khả năng kiểm soát đến từ vị trí của Peanut, nhưng liệu đây có phải tiếp tục là một pha bật lẻ nữa hay không vào Doran. Đây là tình huống mà rất chắc chắn rồi, rung chuộc và như đến từ Chovy. À, không chuộc cuối vào thì đúng là Tristana có hai cái dập nhảy tên lửa thì Chovy cũng nằm rồi. Ở đường trên, Doran cũng đã rất là nỗ lực để có thể trao đổi chiêu thức với cả Kingen, nhưng Doran biết được rằng mình gặp nguy hiểm. Không có cái cớ gì mà tự nhiên Kingen lại tiến lên và tấn công một người Doran như vậy cả. Cố gắng đi bộ về nhưng bị chiêu cuối đẩy về và phải nằm lại thôi. Còn đây là một tình huống Viper có ý định là đứng lên cao để clear nốt đợt lính sau đó biến về. Nhưng mà anh ta biến về bằng đường hàng không khi mà Chovy là người tiễn thần tiễn lên bảng điểm số. Số điểm hạng gục đang là 7-5. Tiền vẫn đang hơn đến từ bên phía của Gen.G Sport mặc dù họ thua về điểm hạng gục. Và lượng tiền nó không thực sự là quá đáng kể. Dù vậy thì Chovy cũng đã có được cho mình 3 mạng. Quay đang có một chỉ số lính khá tốt. Mặc dù là anh ta không có được bất cứ một điểm hạ gục nào, nhưng tôi tin rằng với cái trụ bột ở khu vực đứng giữa vừa rồi, cái lượng tài nguyên cũng như là cái lượng tiền tổng mà anh ta sở hữu được so với Viper BVP kia cũng không có những cái sự chênh lệch quá nhiều. Chúng ta đã thấy được lượng tầm tầm khoảng tầm 900 chênh lệch đến từ Viper và Play, nhưng trong khi đó là cái lượng tiền rất lớn đang được chênh lệch ở khu vực đứng giữa với Tristana của Chovy. Gần 200 tiền với một con Tristana đứng giữa đã hoàn thành xong cho mình cả giao điện static và đoạn down Navori ở hai trang bị rồi. Bây giờ tình huống sát thương của bên phía Gen.G họ đang dần được đảm bảo rồi nha. Họ có hai xạ thủ, vậy nên nếu như mà cái lượng tài nguyên mà Howlite bỏ ra để dành vào cho Paige nhiều quá mà vô tình bỏ quên Chovy, nó sẽ là một cái điểm thực sự rất tai hại mà bên phía của Howlite họ có thể làm ở trong một tình huống giao tranh lớn. Họ sẽ cần phải để ý chia cái lượng tài nguyên cần thiết cho cả hai người chơi xạ thủ này, chuẩn bị làm món đồ thứ hai cũng dành cho Paige rồi, khi mà cái lượng chỉ số lính của Paige đang có cũng là tương đối ổn. Phan chỉ thua một xíu so với cả Viper bên phía bên kia mà thôi. Và Viper có một cái điểm cộng, đó chính là hơn cho mình 2 điểm ở cục. Vậy nên nhìn chung là tốc độ lên của Viper có nhanh hơn thì là cũng đúng. Tuy nhiên Gen.G họ cũng đã nhường được một cái lượng tài nguyên khá khá với Pay rồi nha. Phan vẫn đang bằng, có được trụ một khu vực đứng giữa. Và bây giờ là giao tranh ở khu vực hàng rồng, dịch chuyển trở lại tới từ Doran, chắc chắn rồi sẽ là 5v5 nổ ra mà thôi. Grizzly đang ở trong khu vực hang rồng, tốc biến là bà Grizzly bị đẩy ngược trở ra. Grizzly còn rất thấp máu, phía đất tung ra chiều cuối, mười tử ở dưới, cú hút quá tuyệt vời tới từ Lai, lao vào, phân chia thiên hạ đẩy được về tốt. Nhưng Face cùng với cả Chovy được bắn từ đầu đến cuối, hai xạ thủ của Gen.G Esports bắn không ngừng nghỉ. Thần Tiễn có được một điểm hạ gục, nhưng Thần Tiễn đang bị đi săn. Bên phía bên này, Kingen bị sấy khô cả tóc. Và đó là 4 điểm hạ gục dành cho Gen.G, cộng thưởng thêm là con rồng. Anh nhìn cái cách mà Chovy anh ta giữ vị trí và bắn thì anh ta không dính bất cứ một chiêu cuối nào cả đến từ bên phía của Hawkeye Sport. Cái tình huống siêu kinh hoàng nó là rất đẹp đến từ Lai, nhưng nó không trúng vào Chovy, người xanh sao nhất có đoạn đào Novori ở trang bị thứ hai. Và kinh nghiệm sức mạnh đến từ một con Tristana Freeshot nó được thể hiện ở trong pha vừa rồi. Chovy cùng với Pay hủy diệt toàn bộ đội hình bên phía của Hawkeye Sport, một lượng sát thương khủng khiếp mà bộ đội này tạo ra. Và đây sẽ là bộ lợi Baron miễn phí dành cho Gen.G sau khi họ quét 4 người của đối phương, có được con rồng nguyên tố thứ 3 của bản đấu. Và Chovy đang giúp cho Gen.G có được ưu thế quá lớn ở ván thi đấu đầu tiên, và đúng là tốc độ phản xạ cực kỳ khủng khiếp đến từ đường giữa của Gen.G ở trong pha xử lý vừa rồi. Grizzly không kịp nhấn chiêu cuối đá tung Chovy. Còn đây, không ai động vào Chovy cả, bắn từ đầu đến cuối, cú lách người đến từ Chovy để tránh khỏi pha phân chia thiên hạ. Và anh ta dậm nhảy tên lửa liên tục để có được cho mình cú double kill. Và Kingen thì bị sấy khô người bởi Doran để hoàn thành cú quét 4 người dành cho Gen.G Sport. Những cú timing đã chính xác rồi, chọn vị trí lại còn uy tín nữa. Còn Tristana của Chovy đang thật sự rất là đáng sợ. Và lại một lần nữa chúng ta phải nói rằng cái nguồn tài nguyên mà Howlite họ bỏ ra vào người của Paige là hơi nhiều. Nhưng pha vừa rồi Paige vẫn còn sống, và Paige cùng với cả Chovy xong kiếm hợp bích khiến cho bên phía của Howlite thật sự là tan vỡ luôn. Họ có được cho mình phần thưởng vô cùng là lớn là con rồng cộng với cả con Baron nữa. Và cái ngưỡng linh hồn rồng nó sẽ đến rất là nhanh dành cho Gen.G nha. Chỉ 3 phút rưỡi nữa mà thôi. Ở đường trên giao tranh nổ ra, cặp combo kết hợp quen thuộc là Viper cộng với cả một ai đó. Nhưng Doran vẫn còn đang sống. Doran giải mưa tên lửa ra rất là đau. Sát thương của Doran quá là nhiều. Và Chovy bắn hết từng người một. Chiêu cuối của King gần được tung ra, nhưng Chovy vẫn đang bắn. Chovy có kiếm ra cửa. Triple kill cho Chovy. Và thôi xong. Và thôi xong rồi. Và thế là hết rồi. Tình huống mà Doran anh ta quá nhiệt, nhưng anh ta kịp thời rút lui về được để giải cú bư tên lửa, tạo điều kiện để Chovy anh ta vét nốt hai mạng còn lại. Và cú di chuyển xuống đến từ Kingen thì là cú triple kill dạy cho Chovy. Còn Tristana kinh dị này nó vẫn sống, và nó về nhà xách luôn cho mình một cái chữ gai mau bao tía, dậm nhảy tên lửa chơi luôn đến từ Chovy. Anh ta không có gì phải ngán cả khi Grizzly dùng cả hai lần chiêu cuối để có thể đào thoát về.
Nhưng Chovy anh ta hình như là đã hồi lại cho mình dập điện tên lửa rồi thì phải với nội tại của W. Không, quyết định đến từ Chovy là anh ta sẽ vẫn chỉ đi bộ mà thôi. Chưa dùng dập nhảy tên lửa vội và thôi xong, Grizzly đi đường này thì anh ta khó thoát rồi. Liệu có chim mồi thoát qua tường hay không đây? Chovy hack não nhưng Grizzly hack não ngược trở lại. Và vẫn đang sống, có thấu kính luôn đến từ Chovy và Grizzly sẽ cần phải tự sát trong pha này. Nhưng liệu anh ta có tự sát được hay không đây? Câu trả lời là có. Chovy đã, xin lỗi bạn ạ. Grizzly đã kịp thời reset được hai bùa. Nếu như mà để cho Chovy có thêm thời gian của hai cái bùa lợi này thì thực sự sẽ rất là đáng sợ nha. Và chúng ta sẽ được cùng xem lại highlight ở khu vực nửa trên của bản đồ. Lời khen đầu tiên là phải dành cho Doran. Doran chống chịu quá tốt, đi vào bụi để mất sai, không cho Viper cùng với cả ZK tác động vào người của mình, tạo khoảng trống cho Chovy. Và rồi sau Thái Dương hạ san dính như thế này thì ZK sao mà về nổi. Và chiến thắng đang đến rất gần các thành viên của Gen.G Esports rồi. Họ đang tràn thẳng vào khu vực giữa. Khi mà Howlite họ không còn ZK nữa, họ không còn người để có thể make play nữa. Mặc dù early game Howlite Sport làm rất là tốt, đặc biệt là cái pha sứ giả đầu tiên họ có được cho mình 4 mạng. Nhưng Chovy trong cái cách mà anh ta gây sát thương kìa, kinh gần là tướng chống chịu nha. Nhưng cũng không thể chịu nổi một con Tristana với ngưỡng sức mạnh 3 đồ lớn ở khoảng thời gian phút thứ 24. Quá mạnh. Ở thời điểm hiện tại đến từ đường giữa của Gen.G Esports và rất đơn giản với một đường lính siêu cấp dành cho bên phía của Gen.G. Họ sẽ bấm B về nhà, sạc lại lượng lực lượng tầm nhìn lượng trang bị để hướng tới một dòng nguyên tố thứ tư. Và có được bản đồ linh hồn dòng lửa với đội hình hai xạ thủ cùng một con Tristana xanh sao cỡ này thì hy vọng của Hawaii Sports sẽ là chấm hết trong bản hiệu thứ nhất em không? Thật sự là ở thời điểm hiện tại cũng rất là khó để cho các thành viên bên phía của Hawaii họ thể bật ngược trở lại được. Cái nguồn sát thương của họ đang bị thiếu hụt tương đối là nhiều. Trong khi đó tốc độ thăng tiến sức mạnh của Gen.G thì đang hơi bị nhanh quá. Chovy đã có cho mình 3 món trang bị từ khoảng thời điểm rất là sớm, có đồng hồ nhỏ để sẵn sàng tự bảo kê bản thân mình rồi. Và Gen.G đang chuẩn bị hướng tới con rồng thứ tư và sẽ là linh hồn rồng lửa. Sau khi có linh hồn rồng lửa xong thì nguồn sát thương của bên phía Howlite họ sẽ còn càng bị hạn chế nhiều hơn nữa. Thậm chí rằng là sức chống chịu của họ cũng không thể nào mà đủ được với cái lượng đồ như thế này. Và đã có dịch chuyển trở lại từ Doran rồi, Gen.G họ sẽ all in ở con rồng này. Thực ra là đến với cái phiên bản 13.14 thì cái meta mid carry nó đang được rất là thịnh hành với những con bài như Zay, như Tristana và thậm chí là cả Azir đường giữa nữa. Và những cái đội được hưởng lợi là cả Hawaii Sport và Gen.G Sport. Chúng ta được thấy được ở đây rõ ràng ở trong cái kèo carry này thì Chovy hoàn toàn áp đảo so với lại ZK ở trong ván đấu thứ nhất. Giải mưa tên lửa thì bắt buộc phải mất luôn tốc biến và dừng. Không có tốc biến làm sao để có thể lao vào với một tình huống trừng phạt 50-50 đây. Peanut anh ta đang có ưu thế, có cả tốc biến và cả lực lượng thiên nhiên nữa. Trừng phạt sẵn sàng và để xem là Grizzly vào dòng như thế nào ở trong tình huống này. Doran một điểm cộng dành cho bên phía của Hawaii Sport là họ sẽ có được cho mình lợi thế mặt chiêu cuối. Cũng Q3 trúng hai người tốt đến từ vị trí kinh đường, anh ta ôm một người đó đã đi lại. Eli bị ôm về, còn Chovy dặm nhảy qua tường tìm kiếm vị trí của Viper. Nhưng Viper không đơn độc, có ZK tới. Nhưng một xạ thủ nằm xuống, còn xạ thủ còn lại bay vẫn sống. Và Viper sẽ cần phải cân đối trong pha này, anh ta không thể một chấp ai được. Và lại là tình huống multi-kill nữa dành cho Gen.G Esports. Họ có pha quét sạch phần đội hình bên phía của Hawaii Sports. Tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ cần cái linh hồn rồng lửa này với những lượng máu thấp thì chưa thể làm tình huống kết thúc ván đấu. Và Chovy lên bảng điểm số thì sẽ không có endgame dành cho Gen.G. Những linh hồn rộng lửa cộng thêm tình huống quét sạch là những thứ mà Gen.G có sau tình huống giao tranh vừa rồi. Đây là một tình huống giao tranh mà lại một lần nữa là một cái sự sơ hở của các thành viên bên phía của Howlite Sports. Ngay lập tức là bị pressing vào. Người nằm xuống là Chovy. Chọn mục tiêu rất chính xác tới từ Howlite rồi. Nhưng mà các bạn đã nghe anh Hoàng nói rồi đó, xạ thủ này nằm xuống thì vẫn còn xạ thủ khác mà. Và FaZe là người đã lên tiếng kịp thời để bù lại nguồn sát thương còn thiếu khi mà Chovy nằm xuống, khiến cho Gen.G họ vẫn giành được thắng lợi trong pha tranh vừa rồi. Thậm chí rằng họ đã có linh hồn rồng lửa ở ngay phút thứ 26 và họ đang hướng tới con bà đòn. Tôi nghĩ rằng cái tình huống giao tranh đó là một tình huống gần như là hoàn hảo đến từ bên phía Hawaii Sport. Nó chỉ có một cái điểm trừ duy nhất là cái pha bế vẻ của King gần nó là delay mà thôi. Nhưng cô lập được Chovy, Viper xử lý rất hay trong pha vừa rồi khi anh ta dùng cái tích tụ năng lượng tàng hình để khiến cho Chovy bị mất một cái nhịp bắn, bị chậm nhịp sát thương đến từ Chovy, dùng bản năng sát thủ để giãn cách cự ly cùng với cơn người Katia. Nhưng bây giờ thì Viper không còn tốc biến, có chiêu cuối đến từ Viper cố gắng đổ bóng để có thể tạo ra về, nhưng Peanut có sát thương và Doran thì anh ta đang ở dạng sấy khô nòng và Viper không còn gì để có thể đào thoát nữa cả. Xạ thủ chủ lực bên phía của hàng Riot Sport nằm xuống thì đây sẽ là con Baron miễn phí dành cho Gen.G mà thôi. Cái nhịp đẩy ở khu vực hai đường cánh vẫn đang được Hawaii xử lý tương đối là ổn. Thế nên nếu như họ có mất người thì họ vẫn sẽ giữ được thế để có thể phòng ngự. Còn Gen.G sau khi có cho mình con Baron này sẽ là một tình huống biến trở về nhà.
và nâng cấp thêm cho mình lượng đồ mà thôi. Và sau đó họ sẽ bắt đầu tập trung trở lại để có thể di chuyển cùng nhau và hướng tới mục tiêu, đó chính là endgame. Thực sự thì nếu như chúng ta nhìn lại tổng quan ván đấu này thì có thể thấy được rằng là khả năng comeback và cái khả năng giao tranh tẩu vẫn là điểm mạnh đến từ phía của Gen.G Esports. Họ sở hữu hai carry, một carry nằm xuống con carry thứ hai vừa khen Viper xong. Thì vốn trước đó ta đã xử lý rất là hay rồi, nhưng tình huống này thì không cho Venus và Doran, không cho Viper có bất cứ một cơ hội nào để phản kháng, kể cả là có dùng cho mình thanh tẩy, kể cả là có dùng cho mình chiêu cuối bản năng sát thủ thì vẫn sẽ phải nằm xuống đến từ xạ thủ bên phía của hàng Hoàng Esports mà thôi. Và khi mà sát thủ chủ lực đã nằm xuống thì hàng Hoàng Esports không có bất cứ một cái cơ sở nào để tiến ra cạnh tranh của Baron cả. Baron thứ hai dành cho bên phía của Gen.G Esports và chiến thắng rất gần với họ với lượng tiền chênh lệch đang là một cái ngưỡng 11.000 ở phút 28 dành cho Gen.G. Hàng Hoàng Esports họ đã chuẩn bị hồi lại cho mình cái nhà lính ở khu vực đường giữa rồi, một cái nhịp phòng ngự có thể nói là sẽ tương đối là ổn dành cho họ ở những phút sắp tới thôi. Nhưng Gen.G họ đang muốn đẩy nhanh tốc độ thi đấu này. Chiêu cuối được nhồi vào cực kỳ là khủng khiếp, ba chiêu cuối rất là đẹp. Kingen mất cực kỳ nhiều máu khi cần để một người về, nhưng Gen.G họ vẫn đang tràn lên, lại bấm đồng hồ câu giờ và đây là Grizzly lao vào. Grizzly lấy được mạng của Peanut rồi, nhưng Grizzly phải trả giá và Gen.G họ vẫn còn bù lợi Baron, họ vẫn đang tiếp tục tẩy vào. Người còn dịch chuyển đó chính là Doran, đó chính là Chovy, hoàn toàn có thể bấm biến về được. Gen.G họ đang bị hết lính và họ sẽ tạm thời chậm nhịp lại một chút xíu. Rat chưa bấm về nhà vội. Quyết định của anh ta vẫn sẽ là ở lại và duy trì sức ép ở khu vực đứng dưới, bởi vì họ đã mất người rồi. Chovy thì vẫn đang đẩy ở khu vực đứng giữa và sẽ là đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho bên phía Gen.G. Sau đó họ sẽ hướng tới đường lính siêu cấp thứ hai với sức sát thương đến từ hai sát thủ, thì không có một cái công trình nào có thể thở nổi đến từ bên phía của Hàng Online Sport. ZK vẫn còn chưa cuối, hy vọng nằm tất ở trong tay của đứng giữa bên phía của Hàng Online Sport, nhưng quyết định của ZK là không mạo hiểm. Bây giờ mà anh ta lao vào, anh ta không có một tình huống xui mà sắp cổ đẹp, đồng nghĩa với việc sẽ làm phải endgame luôn đến từ bên phía của Gen.G Esports. Gen.G có hai đường sau bù lại Baron. Đây là tín hiệu dịch chuyển để có thể vòng sau, nhưng thậm chí là cái cuốc bánh mì kẹp thịt này không biết ai kẹp ai. Kingen có thể gặp nguy hiểm khi anh ta đang bị cô lập. Bay giải lông ra để có thể chặn đường, và Kingen chắc chắn là sẽ không dám áp sát vào bộ tứ bên phía của Gen.G Esports rồi. Dịch chuyển lên cánh trên để chuẩn bị có 3 mega luôn dành cho Chovy. Đánh rất là cẩn chắc đến từ các thành viên bên phía của Gen.G. Họ đẩy vào ở tất cả mọi khu vực đường có thể với cái buff của bùa lợi Baron này. Và ba đường đã có rồi. Đây là sân bay Hang Walai chứ không phải là nhà của Hang Walai Esports. Và Chovy đang bị tấn công, Chovy nhảy đi được, Chovy vẫn còn sát tinh thần nha. Còn Lai gặp rất nhiều nguy hiểm. Grizzly lao vào thêm một lần nữa. Nạn nhân là Pay, nhưng Pay vẫn còn đang sống. Chovy nhảy lên bắn tiếp. ZK lao vào, không thể nào hất được Chovy về. Chovy phản xạ quá là khủng khiếp. Và Chovy cùng với Pay chia nhau bắn hết từng người một. Gen.G sẽ kết thúc ván thi đấu đầu tiên ở phút thứ 30. Tình huống xấy không tới tầm đến từ Dora, nhưng không sao cả, vẫn sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Gen.G với một pha xử lý quá kinh dị đến từ Chovy. Ta gần như làm tất cả mọi thứ trong pha vừa rồi, dùng đại bác đẩy lùi, đẩy Viper ra, dẫn nhảy tên lửa hạ sát thành công xạ thủ đối phương, tốc tiến tránh phân chia thiên hạ. Và 100 phiêu thi chắc chắn sẽ thuộc về đường giữa của Gen.G Esports, và tôi tin là như vậy ở ván thi đấu này. Chúng ta có một game đấu rất hấp dẫn với liên tục là những tình huống giao tranh đổ ra đến từ bên phía của Hang Wild Sport và Gen.G sẽ cùng nghỉ ngơi trong một chốc lát để cùng hướng tới ván đấu thứ hai, và hy vọng rằng cả Hang Wild Sport và cả Gen.G vẫn sẽ giữ được tinh thần này ở bước khi mà họ bước sang ván đấu thứ hai trong một ít giây nữa thôi. Nhìn chung là khi mà những cái sự lựa chọn này đang là những cái sự lựa chọn ưu tiên thì chắc chắn rằng là cả Hang Wild Sport lẫn Gen.G đều sẽ cấm đi mà thôi. Và bây giờ thì sẽ có sự xuất hiện là Tristana ở trên bàn cấm của bên phía Hang Wild Sport rồi. Không thể nào để hở ra vị tướng này được nữa. Và ngay sau khi mà vị tướng này bị cấm vào thì camera lia thẳng tới gương mặt của Chovy luôn, để xem liệu rằng là midlaner của Gen.G sẽ lựa chọn cho mình con bài gì ở trong cái trận đấu này. Và Gen.G họ lựa chọn cho mình là cấm luôn Nautilus và để hở ra Aatrox dành cho Kingen. Làm quả Peskin vô địch thế giới luôn chứ còn gì nữa dành cho Kingen ở khu vực đứng trên. Còn với Gen.G Esports thì hai sự lựa chọn này, nếu có phải là lập lăng dành cho Chovy hay sẽ làm con dây carry dành cho anh ta ở trong ván thi đấu thứ hai này. Nhưng từ từ đã, Kai'Sa cộng Maokai vẫn là những con bài rất ổn định và được vận hành tốt đến từ bên phía của Gen.G. Và sẽ không có thay đổi ở vai trò lý rừng, chỉ là thay đổi ở vai trò xạ thủ khi Pay sẽ không sử dụng Xayya nữa. Ở lần này ta sẽ được lựa chọn ưu tiên với một lựa chọn, đó là Kai'Sa đứng dưới. Thì quyết định đến từ Hang Wild Sport tôi nghĩ rằng nó sẽ là một con Xayya và thậm chí là Rakan luôn dành cho Viper và Life. Cái cơ hội để lấy về cho mình một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ thật sự là rất là mạnh. Có khả năng mở giao tranh tới từ Rakan này. Nếu như mà Rakan mà có đi quá là xa thì vẫn sẽ có thể rút về được với cả những người đồng đội mình với cái tầm hoạt động khi mà có Xayya trong đội hình. Vậy nên
đây là cái cơ sở rất là lớn đúng không ạ? Không có cớ gì mà bên phía của huấn luyện viên Dendy lại bỏ lỡ cơ hội này cả, khi mà bên phía của Dendy họ để lộ ra xạ thủ của mình rồi thì sẽ là lựa luôn Sayarakan cho hàng online sport. Jax đã có attract đường trên của Kingen và sẽ không phải là Rumble để kết hợp với lại Maokai, và sẽ là một kèo thi carry dành cho Doran ở cánh trên khi anh ta phải đối đầu với attract của Kingen. Sẽ là con Jax dành cho đường trên của Gen Z Esports ở ván thi đấu này. Còn với Gen Z Esports, họ là những người được cấm vào chọn trước ở phase 2 với việc là đã có được cho mình vai trò đi rừng, và đối phương thì vẫn chưa chọn đứng rừng, thì sẽ là tất cả hai sự lựa chọn có thể được nhắm thẳng vào vị trí của Grizzly luôn cũng được, hợp lý mà thôi. Một lượt ban vào Wukong, một lượt ban vào Virgo, hay thậm chí là cả trận tướng Yixin nữa sẽ được bên phía của Gen Z Esports họ đang cân nhắc. 3 giây để cho Chovy và đồng đội quyết định lượt ban, và quyết định của họ là nhắm vào ZK chứ không phải là Grizzly. Bây giờ mà bước sang cho mình giai đoạn phase 2 thì cả hai bên đều đang để hở ra những cái sự lựa chọn ở khu vực đường giữa. Vậy nên là cả huấn luyện viên Score lẫn huấn luyện viên Dendy đều đang rất là quan tâm tới người chơi đi mid ở đối phương. Như là JK đang bị quan tâm này, con Lập Lăng cũng đã bị ban đi rồi ở khu vực đường giữa. Với những con bài mang thiên hướng sát thương phép thì ra vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì đang không thực sự được ưu tiên lắm mà thôi. Để xem là những cái quyết định của Gen G và Hao Online sẽ là như thế nào. Bây giờ thì còn, vừa nãy thì bên phía của Hao Online họ còn nhá qua Silas. Cũng là một con tướng mà JK đánh tương đối là thuận tay. Akali nữa chẳng hạn, nhưng sẽ là Ari bị cấm đi từ Gen G. Genji đang muốn ép cho JK phải đánh những trận tướng pháp sư ở ván đấu thứ nhất đã là Asia rồi. Thì đây liệu có phải là dây không? Nếu như Genji Sport khóa lại dây dành cho Chovy thì bên phía bên kia JK sẽ phải đánh một kèo melee. Và anh ta sẽ hướng tới hai sự lựa chọn quen thuộc của mình là Silas hoặc là Akali. Và quyết định đến từ bên phía của Genji đúng là dây ở khu vực đứng giữa để phối hợp với Maokai. Vì đó là combo chúng ta rất là thường thấy ở cái phiên bản 13.13 và hay là phiên bản 13.14 ở thời điểm hiện tại. Như đã nói thì JK có thể hướng tới một con Silas như anh ta đã nhá hàng ở trong phase 1 nhé. Ra thì với quyền lực thiên nhiên, với bản năng sát thủ hay thậm chí là chiêu cuối của Jax nữa thì đều là những chiêu cuối khá là tốt để JK có thể lấy được, tạo tiền đề dành cho đồng đội của mình. Kiểu chơi carry của JK sẽ là như vậy, nhưng không à, quyết định của JK là Any đứng giữa. Wow. Chắc tớ mà thực ra tôi cũng không thích lắm con Any này của JK, nó cũng không phù hợp quá nhiều với cái kiểu chơi của đứng giữa bên phía Hawaii Sport. Để xem là anh ta phối hợp với Virgo chốt lại đến từ Grizzly, còn tướng thủ còn lại đến từ người trên đường về phía Hawaii Sports sẽ là như thế nào. Còn Gen Z sẽ vận hành với Rell đường dưới kết hợp với Kai'Sa trong tay của Pay và Delay để đối đầu với Sayra và Rakan lấy từ Viper và Lai. Đây sẽ là một cái ván thi đấu thứ hai mà tôi nghĩ rằng cái kịch bản cũng sẽ khá là tương tự với cả ván thi đấu đầu tiên nha. Cả Hawaii Sports lẫn Gen Z đều mang ra cho mình một đội hình có khả năng giao tranh tương đối tốt ở giai đoạn giữa của ván thi đấu. Tuy nhiên Gen Z họ sẽ có một cái cơ sở để mở rộng ra cái lối chơi của mình với cặp đôi Jayce cộng với cả Kai'Sa ở giai đoạn giữa, là họ sẽ có thể có những tình huống cấu rỉa tầm xa trước thềm giao tranh, và Peanut cùng với cả Delay sẽ là người tạo tiền đề để cho Doran là người gây sát thương theo thời gian, có thể sẽ là như vậy. Kịch bản của Hao Online thì nhìn chung là không có gì thay đổi cả, nhưng mà họ đang mang ra một đội hình tôi thấy rằng là cũng đang tương đối là chiến nha, với không có bất cứ một cái con tướng nào mang thiên hướng là chống chịu theo dạng thuần, hầu như là mở giao tranh và gây sát thương theo dạng đấu sĩ. Ta thấy được rằng cái chất đội hình đến từ bên phía của Hàng Rise Sport nó giống như cái phiên bản trước, tức là một con mid back play rồi sau đó sẽ đánh một con top có khả năng càn vào một con hyper carry ở khu vực đứng dưới để phần vận hành đội hình, cùng với đó là một chất tướng rừng carry dành cho Grizzly đó là Virgo. Gen Z Sport thì đang rất là hợp meta, họ đang có một mid carry đó là Jayce, họ có khả năng cấu rỉa tầm xa như Long nói với bộ đôi Jayce kết hợp với Kai'Sa ở trong giai đoạn giữa trận, ngưỡng sức mạnh hai trang bị lớn. Những cái quả cầu sớm, những cái tình huống tiêu truy kích nó sẽ khiến cho cái đội hình sổ vào đến từ bên phía của Hàng Online Sport gặp rất là nhiều những cái bất chắc. Nếu như bạn bị cầu máu quá nhiều thì những cái vị tướng mở như kiểu là Rakan hay thậm chí là cả Any nữa sẽ gặp tương đối là nhiều khó khăn ở những cái pha băng vào. Xem là đội hình của hai bên với cách vận hành sổ vào đến từ bên phía của Hàng Online Sport hay sẽ là những cái đội hình có một cái khả năng giữ vị trí, giữ cự ly tầm xa để có thể cứu rỉa với cầu sớm, với tiêu truy kích và với quyền kiểm nhân được vận hành đến từ bên phía của Gen Z này. Vâng ạ, thưa các bạn giả, chúng ta cùng nhau tới với ván thi đấu thứ hai trong cặp BO3 giữa Hàng Online Esports đối đầu với cả Gen G trong khuôn khổ lượt về của LCK mùa hè 2023, tuần thi đấu thứ 9, tuần cuối cùng rồi ạ. Một cái tuần thi đấu mà cả hai đội tuyển cũng sẽ đều có những cái tham vọng để có thể đạt được cho mình mục tiêu là một người top 3, một người thì top 1. Và ôi, giao tranh đã nổ ra, Lai là người gặp nguy hiểm, Lai bị hất tung về, sát thương được bồi vào tới từ Pace, và rồi sẽ không có bất cứ một cái nguy hiểm nào xảy ra cả.
Như vậy là không cộng cho mình xuyên tập kích ở cấp 1 mà lại là một cái hack kim thuật đến từ Delight để anh ta gia tăng cái khả năng vượt tường và gây sức ép ngay lập tức. Và đó đã là một pha mà ép đi máu của Life, nhưng mà cái lượng máu mất đi cũng là không lòng là quá nhiều. Life sẽ bấm B về nhà và hồi phục kịp ra trở lại đường với việc duy trì cái áp lực ở khu vực đứng dưới mà thôi. Seiya Raka đối đầu với Kai'Sa và Realm, kèo đấu mà tôi nghĩ rằng một cái sự cân bằng nhất định ở trong cái cặp đối đầu 2 đấu 2 này. Nhưng Gen.G đang muốn có những cái sự thay đổi. Ván đấu thứ nhất là một ván đấu mà Peanut với cái phòng dự đầu tiên anh ta hoàn toàn out jungle so với Grizzly, và anh ta vẫn đang muốn làm yếu tố này ở ván thi đấu thứ hai với một con Maokai khởi đầu ở bãi chim của đối phương, và có thể sẽ là một cái vòng rừng với việc giật về cánh trên đến từ vị trí của Peanut. Anh ta cướp xong bãi chim thì anh ta đang muốn hướng tới bùa đỏ luôn à. Lại là một vòng rừng hai bùa, chính xác là ba bùa lợi đang được hướng tới đến từ người dân rừng bên phía của Gen.G Esports. Cái lối chơi đang thực sự rất là khó chịu tới từ người chơi đi rừng của Gen.G từ ván đấu thứ nhất cho tới cái ván thi đấu thứ hai này, và đang không cho Grizzly bất cứ một cơ hội nào để có thể thở. Và ở đường dưới giao tranh nổ ra thêm lần nữa, Viper bị hất tung lên, nhưng Delight đang bị cầu máu tương đối là nhiều với những tình huống xả lông ngực trở lại từ Viper. Cái khả năng trao đổi chiêu thức ở quãng ngắn của Saya và Rakan là cực kỳ tốt nha. Nếu như mà Delight là người lao vào mà không kịp thời rút ra thì chắc chắn rằng sẽ phải đổi lại một lượng máu thực sự là lớn. Chúng ta cùng nhìn một chút lại qua cái tình huống khởi động đến từ bên phía của Gen.G Esports với việc là Peanut anh ta ăn bãi chim và sau đó là bùa đỏ. Rồi có thể sẽ là hướng giật về bùa xanh, hướng tới bùa đỏ của bản thân anh ta. Nó sẽ là vòng rừng 3 bùa lợi và cái ưu thế rất là lớn. Angora Esports hình như là họ chưa có thông tin với tình huống cướp rừng này của Peanut nha. Và có thể sẽ là lại là một cái ưu thế rất lớn ở trong vai trò đối rừng được tạo ra bởi cậu nhỏ của Gen.G Esports. Còn hình như là có lỗi đến từ một cá nhân nào đó của Angora hoặc là Gen.G thì phải. Chúng ta đang được nhìn thấy màn hình của Doran, người đang có... ta đang bị cách ly ở trong game house của Gen.G Esports khi bị dính Covid-19. Thì chúng ta đang pause game ở phút thứ 2. Chưa có gì xảy ra quá nhiều cả, trừ cái tình huống xâm lăng của Peanut mà thôi. Để xem là sau pause game thì thông tin nó đã được nhận đến từ bên phía của Hàng Loại Esports hay chưa. Tôi chưa thấy bất cứ một cái dấu binh nào cả. Và nếu như có dòng vòng rừng 3 bùa thì sẽ vẫn là những cái ưu thế dành cho con Maokai này so với lại con Virgo. Rất cần có được cấp độ 6 để tấn công đến từ Grizzly. Chúng ta sẽ cùng phải chờ một chút trước khi quay trở lại với cả cái ván thi đấu thứ hai này để xem những diễn tiến đầu tiên như thế nào. Những gì mà các bạn vừa nghe anh Hoàng chia sẻ, cái lượng thông tin ở khu vực nửa dưới của bản đồ bên phía của Gen.G đang là người có được nhiều hơn, và họ sẽ có thể, nếu như mà bên phía của Gen.G họ xử lý được lượng thông tin tốt và nếu như mà cái tốc độ ăn rừng của Peanut là nhanh thì hoàn toàn có thể clear được cả ba bãi luôn, sau đó là tiến trở về nhà cái vòng rừng, cái phần rừng của mình cũng được. Thì khi đó thì cái lợi thế dành cho Grizzly sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Với cái mẫu tướng theo dạng đấu sĩ cần sát thương, cần tài nguyên như là Viego mà Grizzly lại gặp một cái bất lợi sớm như thế này thì Gen.G lại một lần nữa chiếm được những cái ưu thế. Rồi chúng ta cùng đến ngay với tiếp tục là ván thiếu thứ hai. Vòng rừng ba bãi cánh dưới đến từ Peanut, mặc dù là anh ta đang ở bên phía của đội 2, và đây có thể sẽ là pha tổ chức tấn công đến từ bộ 3 bên phía của Gen.G Esports. Hay chăng là Peanut đã bị phát hiện tầm nhìn, đã có thông tin đến từ bên phía của Hangar Esports rằng là Peanut vừa cướp bùa đỏ thành công và sẽ giật lên cánh trên để có thể cướp ngược trở lại đến từ Grizzly. Một pha gọi là đánh đổi cánh rừng đến từ hai người chơi đi rừng mà thôi. Grizzly cũng sẽ có được bùa đỏ, tránh việc anh ta bị mất quá nhiều những lượng kinh nghiệm ở trong giai đoạn early game. Nhưng ở cánh dưới này có thể sẽ là một pha tấn công đến từ bộ ba bên phía của Gen.G Esports với tình huống setup đại chủ. Và Peanut đã vào vị trí rồi. Viper cùng với cả Live đều đang là level 1 nha, chưa có level 2. Viper đang là nạn nhân, thanh tẩy đã mất từ trước đó rồi, và Viper lên bảng điểm số. Chiến công đầu thuộc về siêu xạ thủ 205 Pace của Gen.G. Và thậm chí Lai có thể gặp nguy hiểm xuất hành tráng hai người tốt đến từ vị trí của Lai, nhưng anh ta vẫn bị giữ chân lại, và Delight sẽ đổi mạng thành công với đối phương trong pha này. Và thôi, vào cú double kill không chính thức dành cho Pay. Rồi sau pha đánh đổi cánh rừng này thì là một cái ưu thế quá lớn, và thậm chí Doran anh ta đang có một pha roaming để tấn công của ZK. Maokai cũng đang có dấu hiệu vòng sau, nhưng Peanut anh ta hơi thấp báo và sẽ bắt buộc phải dùng dịch chuyển quay trở lại đường dưa đến từ ZK. Và thôi, một lợi thế quá lớn đang được Gen.G đầu tư và triển khai ở ngay những cái tình huống cấp độ đầu. Gen.G họ đang thi đấu cực kỳ chủ động ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Vậy thì với cái lượng tài nguyên có từ sớm như thế này dành cho Pace, cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Gen.G sẽ rất nhanh, và họ hoàn toàn có thể sẽ đạt được cái ngưỡng sức mạnh cần thiết của mình chỉ ở giai đoạn giữa của bảng thi đấu thôi, chứ không cần phải kéo về cuối. Mặc dù là Chovy phải cần cho mình có được những cái giọt nước mắt, nhưng mà với những cái sức cấu rỉa tới từ Pace được đảm bảo từ sớm như này rồi thì Gen.G họ sẽ không cần phải quá lo lắng.
tình huống mà Lai ta dùng xuyên tập kích và hắc kim thuật từ trước đó để lấy cái thanh tẩy thì đây chắc chắn là tình huống Lai trụ chắc kèo rồi. Đến từ bộ ba bên phía của Genji, Sport thậm chí đi Lai anh ta dùng hắc kim thuật thêm một lần nữa và anh ta anh trụ đổi mạng thành công của đối phương và nhường cú double kill dành cho Pay. Ván một là ván thi đấu mà Genji ấy, họ không thể nhường những cái mạng hạ gục từ sớm dành cho xạ thủ của mình. Ở thì ở ván thiếu thứ hai này họ đang muốn bù cho Pay với việc là ở ngay thời điểm phút thứ ba anh ta có được cú double kill không chính thức. Và lại là tình huống xâm lăng tới từ Peanut, nhưng Peanut lần này đã bị bắt bài rồi, nhưng liên tiếp là những tình huống lao vào tới từ cả hai người chơi rừng ra chuẩn với nhau. Vẫn ở đường dưới, Viper lần này đã phải mất thêm cái tốc biến. Pay còn nguyên cả hai phép bổ trợ nha, và Pay lao lên mạng thứ ba dành cho Pay. Hàng ngoài lại thế này là đi cái đường dưới rồi. Ui lính kìa, cái lính này mà Pay anh ta ngưng động thì sẽ làm mất rất nhiều lính đến từ Viper rồi. Sang bot thua đó, Hàng ngoài Sport sẽ phải tính một cái đường khác. Họ sẽ phải, tôi nghĩ rằng Grizzly lên suy nghĩ đến cái việc hướng lên cánh trên với một con Aatrox trang phục DIX của Kingen. Mà liệu cái skin vô địch thế giới này của Kingen có giúp cho anh ta gánh được đồng đội của mình hay không? Đây bot lane chắc chắn là đã nát. Cái thế lính như này mất quá nhiều lính đến từ vị trí của Viper, và anh ta vừa còn phải mất thêm cả đó cho mình tốc biến nữa. Grizzly bắt buộc phải can thiệp. Đây sẽ phải là một tình huống reset way dành cho vị trí của Viper còn ở khu vực đứng giữa. IZK không có dịch chuyển, áp lực là có đến từ vị trí của Chovy sau khi mà anh ta sử dụng dịch chuyển quay trở lại khu vực đứng giữa với thêm một giọt nước mắt nữa. Và lượng máu mất đi đến từ vị trí của IZK là quá nhiều trong pha thi đấu vừa rồi. Đứng giữa đang có được ưu thế, đứng dưới cũng đang có được ưu thế quá lớn dành cho Pay. Hai đường đang thắng đến từ bên phía của Genji Esports ít nhất là như vậy, tạo ra một tiền đề không thể tuyệt vời hơn với những pha di chuyển đầu tiên đến từ vị trí của Peanut. Anh ta đang rất thoải mái kiểm soát cua dưới và sẵn sàng hướng tới con rồng nguyên tố đầu tiên. Còn trong khi đó thì Doran, Roxy giữa trụ 2 và trụ 3 của đối phương không để cho Kingen có bất cứ một cái kẽ hở nào luôn, và đang cố gắng duy trì được một cái áp lực về mặt chỉ số lính tương đối là tốt dành cho Doran ở khu vực nửa trên của bản đồ. Cả ba khu vực đường đều đang có những cái lợi thế dành cho bên phía của Genji, nhưng bây giờ Doran cẩn thận đi lạc nha. Người đi vào trước ở khu vực đứng giữa chắc chắn sẽ là JK rồi, nhưng mà Grizzly cũng không dám all in trong tình huống này, sợ rằng là đằng sau lưng Doran có ai đó. Không phải đơn giản là anh ta sợ Doran thôi, bởi vì đây là một con rác cấp 6 đánh với một con Virgo cấp 4 thì không có bất cứ một lý do gì để Doran anh ta ái ngại cả. Và nếu như chắc có một tình huống 1-1 thì Grizzly chắc chắn sẽ không đánh lại. Đi bộ về đến từ Doran và anh ta sẽ sử dụng di chuyển quay trở lại khu vực đứng trên để tiếp tục những cái ưu thế của mình ở cánh trên này mà thôi. Còn ở khu vực đứng dưới thì như đã nói, chỉ số lính nó sẽ càng ngày càng được giãn cách ở vị trí của Pay so với lại Viper bên phía kia. Một pha 2-2 chiều lúc vũ tốt đến từ Viper, nhưng cái combo đến từ D-Line nó là quá tròn trịa. Xuyên tâm kích trước, hắc kim thuật sau, kích hoạt vào bọc công sinh đến từ Pay và tình huống tốc biến dứt điểm. Mạng thứ 3 liên tục dành cho xạ thủ bên phía của Genji Sport, và anh ta rất gần với một cái giao điện static ở ngay thời điểm phút thứ 7 nha. Tốc độ lên đồ như đã nói rất là nhanh tới từ Pay, và sau khi có cho mình đao điện static rồi thì các thành viên bên phía Genji họ sẽ rất dễ dàng để có thể kiểm soát khu vực nửa dưới bản đồ được thôi. Liên tiếp sẽ là một cái thế đẩy rất là cao dành cho Pay và D-Line để sau đó hỗ trợ Peanut di chuyển dần ra khu vực hàng rồng. Con rồng đầu tiên của ván thi đấu của chúng ta, con rồng mà chắc chắn rằng sẽ xuất hiện ở trong câu hỏi ở trên online.vn thì các bạn khán giả có thể tham gia vào việc trả lời câu hỏi để nhận thưởng, sẽ là con rồng công nghệ. Ở thời điểm hiện tại, các thành viên Genji khi mà cái nhịp di chuyển ngược trở lại của Pace và D-Line đang hỗ trợ cho Peanut xuất hiện ở đây để bắt đầu kiểm soát rồi. Sẽ vẫn là những ưu thế ở cánh dưới đến từ bên phía Genji Swap với lượng lính chênh lệch gần 20 chỉ số lính đến từ Pace so với lại Viper bên phía kia. Và đây sẽ là con rồng nguyên tố đầu tiên chắc chắn là đồ trong túi của Genji. Họ sẽ ăn nhanh rồng để hướng tới mục tiêu thứ hai trên cả bản đồ, đó là con sứ giả cái nứt. Áp lực quá lớn đến từ Chovy ở khu vực đứng dưới, áp lực quá lớn đến từ Pay ở khu vực đứng dưới với các kèo chất tướng đang là có lợi hơn dành cho bên phía của Genji. Và liệu đây có phải tiếp tục là một tình huống tổ chức đại chủ hay không? Viper chưa hồi lại cho mình tốc biến nên nhớ là như vậy nha. Anh ta có thể là một cái mục tiêu rất là ngon ăn đến từ bộ ba bên phía của Genji. Thậm chí rằng là ở cánh trên, Doran cũng đang là người đẩy cực kỳ mạnh nha. Đang gáp khoảng tầm 12 chỉ số lính so với cả Kingen bên phía bên kia. Kingen sẽ có thể farm bù được lại thôi. Nhưng cái nhịp đẩy cao này của Doran cũng sẽ lại một lần nữa giúp cho Peanut có được cái hướng di chuyển ra để kiểm soát con sứ giả này rất là thuận lợi thôi. Các thành viên bên phía Genji họ đang xử lý thông tin cực kỳ là tốt với những cái đường mà có lợi thế của mình. Đường dưới đã xử lý xong, bây giờ là Peanut đẩy sự chú ý của mình lên đường trên. Thậm chí là cả D-Line cũng như là Pay đang bắt đầu di chuyển rồi. Mục tiêu sẽ là con sứ giả. Genji họ đang đánh rất là thuần theo sách giáo khoa. Lai sẽ hit một chút kinh nghiệm vào đường giữa để anh ta lên cấp 6. Trong khi đó thì Lai anh ta cũng đã có cấp độ 6, nhưng tốc độ di chuyển ra đến từ cặp đôi Viper và Lai là chậm hơn so với bộ đôi bên phía của Genji Esports.
và tầm kiểm soát ở khu vực hàng sứ giả đang thuộc về bên phía của Gen Z. Nhờ pha di chuyển ra trước đến từ Chovy, vuốt ngược hướng trở lại so với ván đấu đầu tiên, Chovy là người đẩy tốt hơn JK ở cái thời lính vừa rồi. Gen Z tập trung người đông hơn và bản năng sát thủ luôn đến từ Pay với lượng sát thương của anh ta tạo ra với một con Kai'Sa 3-0 và 4-0 đến từ vị trí của Pay rồi tốc đến trôi luôn Tipper hất tung thêm một nhịp nữa, mọi thứ dồn vào Chovy và Viper là người được nhường cái mạng hạ gục vừa rồi, nhưng sứ giả sẽ chắc chắn thuộc về bên phía của Gen Z với tình huống 1-1. Grizzly đang có thể có tín hiệu đi lạc ở đây, nhưng mà rồi nhận thấy rằng các thành viên bên phía của Gen Z họ đã di chuyển về, vậy nên sẽ không cố gắng đứng ở lại quá là lâu nữa. Grizzly cũng sẽ trở về nhà về an toàn mà thôi. Cancel một cái nhịp biến về tới từ Pace và Delay, nhưng tuy nhiên các thành viên bên Gen Z họ cũng chẳng cần phải quá quan ngại về điều đó để làm gì cả. Con sứ giả đã nằm trong tay của Peanut rồi. Chovy sẽ dùng cái cú tele của mình để ra khu đường giữa, trấn thủ một thân lính được đẩy vào ở vị trí của Viper. Chưa có giáp trụ đường giữa dành cho xạ thủ bên phía Hawkeye Sport, rất xui nhá. Viper không nhận được cái tiền thưởng đến từ cái giáp lớp giáp trụ vừa rồi ở đường giữa của Gen Z Sport. Còn đây là pha tấn công rất nhanh đến từ bộ đôi bên phía của Gen Z Sport với bản năng xạ thủ. Trước đó là một tình huống phản công làm choáng thành công Kingen. Và Aatrox và Chibi tận thế thì cũng không có bất cứ một cái tác dụng gì cả khi Pay có tiêu truyền kích thành công để kích hoạt thành công của bọn cộng sinh. Còn bên này là một pha mà JK chấp thời cơ rất là nhanh với cú tốc biến chiều hồi Tipper để khiến cho Chovy gần như là bất động nằm xuống. Gen Z họ đang dẫn trước cỡ khoảng tầm 1.500 vàng so với cả Hawkeye Sport phía bên kia, và chắc chắn rằng là phần lớn nó đang nằm ở vị trí của Pay rồi. Thêm đó rằng là một chút cái sự cái chỉ số lính chênh lệch ở đường trên và đường giữa nữa, nhưng bây giờ Peanut sẽ có thể khiến cái lợi thế nó càng trở nên lớn hơn nữa. Tốc biến vào, cắm con mắt xuống, bắt đầu đu vào người của Kingen. Kingen cầm skin của chính bản thân mình nhưng ta bị chăm sóc quá là kỹ, tốc biến không còn nữa rồi, sẽ bị làm choáng và sẽ bị gõ bởi Doran. Và điểm hạ gục cho người chơi đường trên của Gen Z, Peanut đang chờ để thả con sứ giả. Và xin chúc mừng cho nhân tố D của Gen Z đạt cho mình 1.000 điểm hạ gục tại LCK. Dịch chuyển bắt buộc phải đầu tư đến từ JK để giữ trụ mà thôi. Nếu như anh ta không dùng cái tele vừa rồi thì đây sẽ là trụ một toàn bản đồ sau cái mạng vừa rồi nằm xuống ở vị trí của Kingen. Lần nằm xuống thứ hai đến từ Aatrox trong tay của Kingen. Và đúng là màn test skin và flex skin này của Kingen không hiệu quả rồi. Anh ta đang bị quan tâm quá nhiều. Còn ở cánh dưới này thì Pay đã hoàn thành xong cho mình giao điện static. Nhưng bên phía bên kia thì Viper vừa có được mạng của Chovy nha. Và anh ta cũng đã có được cho mình trang bị đầu tiên. Đó là một cái mẫu diện thủy quái rồi. Giáp trụ thứ hai có dành cho Chovy ở khu vực đứng giữa. Và tình huống thả sứ giả ở cánh trên giúp cho Doran có thêm giáp trụ nữa. Lợi thế ở cả ba khu vực đường dành cho Gen Z ở thời điểm hiện tại với lượng tiền gần 3.000 mà họ đang tạo ra ở ngay thời điểm phút thứ 12. Đối với các thành viên bên phía của Hawkeye Sport ở pha vòng sau đến từ Grizzly, nhưng ngay sau lưng của anh ta là Peanut. Và Grizzly bỗng nhiên cảm thấy mình cô độc, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy thôi, và lại thêm một cú tốc biến được đầu tư, bắt buộc phải đầu tư thì đúng hơn, tới từ bên phía của Hawkeye Sport. Cái nhịp di chuyển thật sự rất khó chịu tới từ bên phía của Gen Z để có thể bọc sau vị trí của Grizzly trong cái pha vừa rồi, và khiến cho các thành viên bên phía của Hawkeye họ buộc phải đổ bể với kế hoạch muốn ganh khu vực đường dưới và để cố gắng shut down được Pace. Với việc là đang có 400 vàng tiền thưởng ở trên đầu như thế này, Pay sẽ chắc chắn là một cái mục tiêu mà bên phía của Hawkeye họ buộc phải hướng tới thôi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì khả năng giao tranh của Hawkeye họ vẫn đang tương đối bị hạn chế nha. Chưa có bất cứ thành viên nào là có cho mình được một cái món đồ hoàn chỉnh ngoại trừ thần tiễn Viper. Mà chỉ một mình Viper thôi thì không rõ liệu rằng có đủ hay không nữa. Tôi nghĩ là không. ID của JK thì anh ta cũng khá là tốt với cái khả năng farm của mình, mặc dù là mất một cái tele từ rất là sớm với tình huống tấn công ở vị trí của Doran. Nhưng Chovy thì anh ta vẫn đang giữ được một cái mạch farm, mà quan trọng là cái khả năng đẩy đường từ Chovy nãy giờ thì vẫn tốt hơn rất là nhiều. Thấp máu bật chiều cuối đến từ cả hai người, Q3 tốt đến từ kinh gần vào tâm, nhưng nhảy vào đèn quá đau, Doran tốc biến đạo cùng đối phương và solo kill. Đây thì trang phục thế giới. Q1, Q2, Q3 của Kingen thì đều tốt cả, nhưng mà những cái cú gõ của Doran thì thật sự là rất là đau. Và cái lượng đồ chênh lệch tới từ người chơi đường trên của bên phía Gen Z đã lại một lần nữa tiễn Kingen lên bảng điểm số. Lần này là lần thứ 3 ở trong ván thi đấu này rồi. Ui, skin Aatrox vô địch thế giới có vẻ như là đang hơi bị toang một chút tới từ Kingen. Còn Hawkeye Sport cũng phần nào đó đang bị kéo theo rất là sâu. Khi mà phút thứ 13 của ván thi đấu thôi, cái lượng tiền chênh lệch đã là 3.000 vàng rồi. Chỉ có một cú Q3 trúng vào tâm như vậy là không đủ với cái lượng sát thương đến từ Doran, thậm chí là Doran còn chưa hoàn thành xong cho mình đồ đầu tiên nha. Bố rìu sát thần sắp sửa được hoàn thành đến từ Doran, lượng sát thương của anh ta vào người Kingen thì nó đã đau khỏi bàn. Lần năm xuống thứ 3 đến từ Aatrox của Kingen, và có vẻ như là cái đánh cánh trên đến từ bên phía của Hawkeye Sport sẽ bị trở ngại rất là nhiều với một con Aatrox thọt như thế này. Còn đây sẽ là pha tấn công thẳng vào rừng của đối phương, khi đất gặp nguy hiểm, xuất đánh trắng qua tường mê hoặc thành công.
tới từ Live và mạng hạ gục được nhường dành cho JK. Pha tấn công rất tốt đến từ bộ ba bên phía của Hawaii Sport khi họ bắt thẳng vào vị trí không có tốc biến đến từ Pinus. Còn ở cánh trên này, Q3 vào tâm tốt đến từ Kingun để làm mềm Doran sẵn sàng với tình huống đại chủ, nhưng hết lính rồi. Cần phải có lính nhưng không có tipper. Có tipper tank là đủ. Bật phản công làm choáng thành công đối phương trong thêm chú Doran đang dẫy. Anh ta làm choáng một người nhưng Kingun sẽ không bị nằm xuống với sát thương đến từ chủ, và thậm chí là Christy đã muốn tấn công thêm Chovy. Tuyệt mệnh tốc biến bộ chạy đến từ Chovy, quay lại với cầu sấm qua cầu gia tốc. Mạng dành cho đường giữa bên phía của Genji, anh ta vẫn đang sống, đánh tay với ba đòn tích tụ. Còn bên này thì Lai bị kẹt lại rồi, anh ta sẽ nằm xuống nhưng Pay tới. Sát thương của Genji Esports đang tới, Pay đang chọn mục tiêu, Lai là mục tiêu. Kingun rất thấp máu và đây có thể sẽ là cú double kill. Xin đập bắn được sát thủ luôn đến từ sát thủ bên phía của Genji Esports. Một mạng cho Pay, hai mạng cho Pay với cú double kill. Mạng thứ 8, mạng thứ 9 dành cho bên phía của Genji Esports để họ gỡ mạng sau tình huống nằm xuống của Doran và Lai. Các thành viên Hao Online họ hoàn toàn có ý tưởng để có thể bắt được Doran trong trụ trong pha vừa rồi. Thậm chí rằng nếu như họ nhấn lên thêm một nhịp nữa để bắt được người Chovy cũng hoàn toàn là hợp lý mà thôi. Nhưng khi mà Pay tới thì lượng tài nguyên mà bên phía Hao Online có là chẳng còn bao nhiêu cả. Máu không còn và những cái phép bổ trợ, những chiêu thức cũng chẳng còn nữa. Chovy cùng Delight đã câu được rất nhiều thời gian. Thậm chí rằng Chovy còn tự được thưởng cho mình với một điểm hạ gục. Kingun đã đòi lại được công bằng bằng việc lấy về cho mình một mạng, nhưng nhiều đó là không thể đủ được bởi vì Pace đã có một tình huống bản năng sát thủ rất là tính toán nha, vượt qua bên kia bờ tường, bởi vì biết được rằng là cả Kingun lẫn Live đều có chiêu thức để bay qua. 6-0 với một con Kai'Sa, 15 phút hai đồ lớn. Và ai cản hộ xạ thủ bên phía của Genji Esports ở thời điểm hiện tại đây? Quá mạnh đến từ con Kai'Sa trong tay của Pace rồi, và người bị bắt lại là Grizzly, bắt luôn chiêu cuối đến từ Roran, tiêu chí kích không thành công. Có ý định ăn mạng đến từ Pay chứ không phải là không, nhưng bên phía này thì Christy sẽ lùi về được với tình huống tuyệt mạnh. Anh ta đứng bên cạnh hai người đồng đội của mình và tạm thời an toàn. Trong khi đó thì quay trở lại với con Kai'Sa của Pay ở ván thi đấu này. Tôi tin rằng anh ta đang cầm khá là nhiều tiền trong người. Cái tình huống mà anh ta lên đường trên hạ gục thành công hai người đối phương thì anh ta đã hoàn thành sau 12 món, nhưng từ từ đã Doran có thể gặp nguy hiểm. Anh ta bắt luôn cho mình tình huống phản công. Và bỗng nhiên Christy nằm xuống với điểm hạ gục thứ 3 dành cho đứng trên bên phía của Genji, và đây có thể sẽ là pha đổi mạng ngược trở lại với điểm hạ gục dành cho Aatrox của Kingun, mạng đầu tiên để reset tiền dành cho đứng trên của hàng Live Sport. Trong khi đó thì Genji họ sẽ để cho Doran thoải mái dễ dụa ở khu vực nửa dưới bản đồ mà thôi, dù sao cũng mới chỉ là lần thứ 2 mà Doran nằm xuống. Còn Peanut trong thời gian rất là rảnh rỗi, không ai quan tâm đến anh ta cả, và đậu nhỏ đã lấy về được cho Genji con sứ giả rồi, và con sứ giả này sẽ giúp cho Genji khai thác được cái trụ một khu vực đường giữa, qua đó là hướng dần tới khu vực hang rồng. Và bây giờ là một tình huống chiêu cuối tới từ Pinus được tung ra, sát thương được nhồi vào nhưng không có một tình huống lao vào, bởi vì Hao Lai đã cử người dịch chuyển xuống, đó chính là Kingun với con Aatrox. Và Q1 có tốt hay không đây? Q1 không đặt ra bởi vì biết được rằng là Genji có thể lùi về được. Như vậy đã là mạng thứ 2 dành cho Aatrox trong tay của Kingun, một mạng thì anh ta có được ở khu vực đứng trên. Mạng còn lại thì làm vừa rồi khi mà Doran nằm xuống lần thứ 2 ở ván thi đấu này. Nhưng cánh đền lẻ thì tôi tin rằng với chỉ số lính chênh lệch ở thời điểm hiện tại, với cái lượng cấp độ 2 cấp đang được định hình đến từ Doran với kèo đấu rắc và Aatrox, thì vẫn sẽ là ưu thế dành cho top lane bên phía của Genji Esports ở trong một tình huống 1-1 mà thôi. Rắc sẽ cực kỳ mạnh ở trong tình huống tay đôi so với lại chất tướng mạnh ở khả năng sau tránh tổng như kiểu là Aatrox trong tay của Kingun. Và nó sẽ tạo ra với cánh để lẻ cực kỳ là khó chịu. Nhưng Hangar Esports nếu như muốn bắt vào vị trí của Doran, họ sẽ cần phải tốn ít nhất là hai người xuống để có thể vây, như tình huống vừa rồi chẳng hạn. Chỉ đạo đầu tư cả bốn người xuống vây nhưng vẫn phải nằm xuống một người, đó là Grizzly. Cánh trên đang làm tình huống này thoải mái với khả năng tấn công đến từ kinh gần với cái chủ đầu tiên khu vực đường trên. Có cả vị trí của Grizzly và cả vị trí của Lai tới để có thể hỗ trợ nữa. Nhưng cánh dưới thì đang là một pha đẩy free đến từ Doran, và đây có thể sẽ là hai trụ liên tục dành cho bên phía của Genji, một ở khu vực đứng giữa và một ở khu vực đứng dưới. Bên phía của Hao Lai họ muốn đánh chậm mà cũng không được nha. Genji đang liên tiếp ép cho cái tốc độ ván thi đấu này, buộc phải đẩy nhanh lên với những tình huống thả sứ giả rồi đẩy trụ này và ở đường dưới rồi. Con gấu được thả ra không chính xác và ở đường giữa. Viper gặp nguy hiểm. Viper còn thanh tẩy, còn chiêu cuối, còn tốc biến. Mất thanh tẩy, mất chiêu cuối, mất luôn cái tốc biến. Và quan trọng là giữ được lại cái mạng của mình. Nhưng cái trụ bậc thềm đường giữa sẽ bị con sứ giả hút vào. Đó là một con sứ giả thật sự là rất có lời dành cho Genji và Grizzly. Grizzly bị bắt lại rồi và Grizzly đang rất nỗ lực để bỏ chạy. Nhưng mà tốc biến qua để cho Chovy đón. Chovy đứng đón sẵn Grizzly rồi, đứng đợi Grizzly từ chiều cho tới giờ, và mạng dành cho Chovy. Người ta gọi là thập diện mai phục đấy. Tứ bề đều thọ địch đến từ Grizzly, và anh ta có tốc biến đi đâu thì anh ta cũng sẽ nằm xuống. Và quan trọng là anh ta muốn cái mạng vừa rồi của mình dành cho ai mà thôi. Và anh ta quyết định mạng vừa rồi là dành cho Chovy chứ không phải là một con Kai'Sa đang là 6-0. Còn đây làm tình huống mà Doran gặp nguy hiểm, anh ta bị vây bởi hai thành viên bên phía của Hangar Esports, nhưng anh ta vẫn đi bộ về được.
Có xuất hiện ánh sáng hất tung thành công, quy mô tốt đến từ King Gun, quy 2 rìa tốt đến từ vị trí của Aatrox. Quy 3 có bảo tầm hay không đây hơi khó, King Gun phải đầu tư tốc biến nếu như anh ta muốn có cái mạng này. Nhưng thậm chí Doran cũng có phép hỗ trợ tương tự và quyết định đến từ người chơi đứng trên bên phía của Hawkeye Sport là rút lui. Trong cùng khoảng thời gian đó thì Peanut vẫn làm phần việc của mình, đồng đội giao tranh kệ đồng đội, người ăn rồng. Hawkeye họ đang cực kỳ nỗ lực để có thể bắt lẻ nha, từ Chovy cho tới Paige cho tới Doran. Nhưng nãy giờ họ mới chỉ tìm được Doran mà thôi, nhưng tìm được có 2 lần thôi à. Lần thứ 3 vừa rồi thì đã không thành công và Doran trở về nhà an toàn được. Tốc độ lên đổ Doran vẫn đang được đảm bảo tương đối là tốt nha. Trong khi đó thì cái nguồn sát thương của các thành viên Hawkeye họ đang thật sự là tương đối bị hạn hẹp. Khi mà với chỉ những cái chỉ số lính thôi thì rất khó để họ có lượng kinh tế để up cho mình cái lượng đồ. Viper chưa có cho mình món trang bị thứ hai, giày chưa được nâng cấp. ZK cũng tương tự là như vậy, King Gun thì lên đồ quá chậm so với cả Doran. Vẫn đang là ưu thế rất là lớn với 7.000 tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại mà Gen Z Sport đang tạo ra so với Hawkeye Sport, và Doran bị bắt tới 3 lần rồi và anh ta chắc chắn sẽ đánh một cách rất thận trọng. Ở cái tình huống đẩy cao của mình lại là một pha đứng cam 3 người đến từ bên phía của Hawkeye Sport, không biết là cũng có thù án gì với Doran hay không nữa. Zilda là trang bị thứ hai đến từ người chơi đứng trên bên phía của Gen Z Sport và được hưởng sức mạnh 2 trang bị lớn đã có dành cho top lane của Gen Z với một lượng lính vẫn đang là 30 so với lại King Gun Aatrox ở bên phía bên kia. Kai'Sa của Pay đã chuẩn bị hướng lên cho mình trang bị thứ 3 rồi, phút thứ 20. Tôi tin rằng với cái lượng tiền này, với cái lượng vàng đến từ điểm hạ gục, đến từ những cái công trình mà Gen Z Sport sở hữu ở khoảng thời gian phút thứ 21 này, anh ta đã đủ tiền để hướng lên cho mình cùng Nagusso. Chỉ cần mới khoảng thời gian nữa để Bombay trở về nhà, trong khi đó là ba cầu sống trông vào cái lượng hiệu ứng được tạo ra đến từ Peanut. Ba vòng sau đến từ D-Line, mục tiêu là ép cuối một cách rất đơn giản. Crispy bắt buộc phải đầu tư thôi, anh ta ở lại là anh ta nằm. Mà anh ta nằm đồng nghĩa với việc là Baron nó sẽ là đồ trong túi của Gen Z, và kể cả anh ta có không nằm thì Gen Z vẫn mở Baron. Hawkeye Sport họ đang di chuyển ra nhưng mà cái tốc độ di chuyển đang là rất là chậm. Grizzly đang phải là người đi đầu, đang có tàng hình, nhưng mà bây giờ một tình huống là bà Tư Di Đài hút được hai người, trong đó có Grizzly. Grizzly bị làm choáng, Grizzly rút về được rồi, nhưng Grizzly ăn quá nhiều sát thương và Doran lao đến tốc biến làm choáng hai người. Bây giờ vào với bản năng sát thủ, Bây đang bắn cực kỳ thoải mái, King Gun không thể chống chịu được rồi. Bây giờ Peanut mới tung ra chiêu cuối, giữ chân lại được hai thành viên và Peanut lao vào tìm được Life. Và bây giờ chỉ còn lại một mình ZK mà thôi. ZK phải một chạy nhưng Bay nằm xuống rồi. Paige nằm xuống và Gen Z chưa kịp nhường cái Penta cho cậu em út của mình. ZK có tipper để chắn cái tình huống tiền truy kích vừa rồi và Paige không có được Penta, nhưng bằng một cách nào đấy thì Paige vẫn tìm kiếm được Manticore. Lại thêm một cú quạt ra và tôi không đếm được bao nhiêu cú quạt ra ở trong năm nay dành cho xạ thủ mới của Gen Z Sport nữa. Chắc là anh ta phải có đến 10 cái quạt ra kill rồi mất. Rất đáng tiếc là không có cú pentakill thứ 3 ở trong mùa giải năm nay dành cho xạ thủ chủ lực bên phía của Gen Z Sport. Còn những cái kỹ năng định hướng của Gen Z Sport ở khả năng cấu rìa tầm xa thì nó không còn là kỹ năng cấu rìa nữa, nó là kỹ năng dồn sát thương. Đây, cầu sấm kết hợp với tiêu chí kích rất nhanh quay có điểm hạ gục, anh ta dùng bản năng sát thủ đột kích thẳng vào tuyến sau phần đội hình bên phía Hoa Quang Sport, hạ sát thành công Saiya và tiếp tục là King Gun không thể chơi game được với Aatrox. Quát ra kill dành cho Bay. Pha này hơi đáng tiếc là Trung Vi chưa vào tầm để có thể đánh trúng, trong khi đó thì Peanut đi quá xa. Khuôn mặt rất đáng tiếc khi Bay không có được cú Penta thứ 3 của anh ta. Như ở cánh trên này, ZK liệu có phải nằm xuống lần đầu tiên là trong ván đấu, gõ quá đầu từ vị trí của Doran và ép luôn ZK phải mất đồng hồ. Trong cái pha vừa rồi, Pay đã hô lên rất là to nha. Penta, cho em Penta đi mà. Nhưng mà thật đáng tiếc rằng Pay đã phải tăng trụ ở cái nhịp cuối cùng và nằm lại với chỉ một cú quạc đa kill thôi. Nhưng mà không sao cả, multi kill vẫn làm cho cái thông số của Pay thật sự rất là đẹp. Nhưng bây giờ D-Line dấn lên quá cao. D-Line gặp nguy hiểm và mạng dành cho thần tiễn Viper. Đó là một tình huống cố gắng tiến lên để kiểm soát tầm nhìn, giúp cho Gen Z đẩy cái trụ hai khu vực đường trên. Nhưng D-Line đã phải bỏ cái mạng của mình lại rồi. Bây giờ Doran đang bị truy đuổi, ZK đang tiến tới, Live đang tiến tới, King Gun đang vác cây kiếm mọc cả cánh để đuổi theo Doran rồi. Một tình huống outplay tới từ Doran, dừng lại một nhịp để không dính sợi xích. Và cú Q1 cũng đã bị né. Doran đang nhảy liên tiếp, Live bật chiêu cuối, Live bắt đầu lao vào, bấm đồng hồ outplay thêm một lần nữa. Doran đang câu được rất nhiều thời gian. Q1 tốt, Q2 trúng rìa, không cần Q3. King Gun không có mạng, rất đáng tiếc, mạng dành cho ZK. Đây có thể sẽ là pha trả thù. Không biết là Doran có cái xích mích gì với các thành viên bên phía của Hawkeye Sport hay không, nhưng anh ta liên tục bị quan tâm. Như tiêu chí vừa rồi trúng, nhưng nó sẽ tạo ra một cái góc bản năng sát thủ đến từ vị trí của Pay. Nhưng đối phương là Aini cộng Rakan thì quyết định đến từ Pay là anh ta cũng sẽ không mạo hiểm khi không còn tốc biến thanh tẩy nữa.
ý định sẽ chỉ là đẩy lui đối phương về đến từ bên phía của Gen.G Esports để họ hướng tới tiếp tục là một công trình nữa ở cánh dưới, sẽ là hướng tới trụ ba luôn ở trong thân đẩy này dành cho Pay và đồng đội hay chăng đây. Nhưng Doran nằm xuống không còn dịch chuyển thì áp lực sẽ không còn quá nhiều nữa. Gen.G quyết định là rút lui về, họ vẫn còn một mục tiêu lớn nữa chưa ăn, đó là 25 giây nữa còn dòng nguyên tố thứ tư của đấu với linh hồn dòng gió. Thực ra thì với cái đội hình này khá ngon với linh hồn dòng gió đấy, Doran, Pinus rồi thậm chí cả Pay và Delight đều là những người sử dụng chiêu cuối, và cái linh hồn dòng gió sẽ giúp cho đội hình bên phía của Gen.G Esports phần nào đó gia tăng thêm một chút về cái ngưỡng sức mạnh. Nhưng thời điểm hiện tại thì cái chênh lệch về tiền và đặc biệt là cái ngưỡng sức mạnh của họ đã lớn hơn rất rất nhiều so với bên phía của Hàng Hoài Esports, rồi chuẩn bị là 10.000 đến từ Gen.G so với Hàng Hoài. 9.800 dành cho Gen.G ở thời điểm hiện tại. Và sau khi có thêm con rồng này đẩy thêm một vài tên lính nữa đạt được con số 10.000 xong rồi end game, đó có thể sẽ là cái kịch bản mà bên phía của Gen.G họ đang muốn vẽ ra ở thời điểm hiện tại. Và dù sao thì các bạn cũng đã nghe anh Hoàng phân tích rồi, rất là hợp lý với cả linh hồn giống gió rồi. Đây là một cái linh hồn mà giúp cho cái khả năng giao tranh, cái khả năng tiếp cận mục tiêu của Gen.G trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và bây giờ các thành viên của Howline họ sẽ phải làm gì đây? Đang là những cái bước di chuyển nó hơi mông lung một chút nha. Quảng cáo một tí nha, Kingen có quả skin rất là đẹp nhưng mà một cái ván thi đấu không thực sự trọn vẹn cho lắm dành cho người chơi đường trên của Howline khi mà liên tiếp là bị từ Peanut cho tới Chovy lên cam. Rất quan tâm, đó là lý do tại sao mà Hangarai Sport cũng muốn đòi lại công bằng dành cho Aatrox skin vô địch thế giới của Kingen ở khu đứng trên, mà họ liên tục cao ngược trở lại ở vị trí của Doran. Thế là dẫn lính siêu cấp vào ở khu đứng giữa đến từ Doran, trong khi đó thì bốn thành viên ở đây bắt đầu là những pha cấu rỉa đến từ Chovy với cầu sống và cầu gia tốc đến từ vị trí của Quay. Pha bắt Chovy bắt buộc bất biến nhưng pha hút ba người quay trở lại chỗ trả sát thương. Quay có một mạng, Quay chuẩn bị có mạng thứ hai. Nếu như Quay có mạng thứ hai thì bắt Peta đi thì không, sẽ không có Peta kill nào dành cho Quay cả, chỉ là qua quét bốn người, pha quét năm người, quét sạch dành cho bên phía của Gen.G Esports khi mà Saya trong tay của Viper là người nằm xuống quét cuối cùng với cú double kill dành cho vị trí của Quay. End game và chiến thắng ở phút thứ 26 dành cho Gen.G Esports để họ tạm thời sẽ có được vị trí top 1 sau ngày thi đấu hôm nay. Gen.G đã rất nỗ lực để có thể nhử một cái Penta cho Pay rồi, nhưng mà đó là một cái pha giao tranh nó khá là hỗn loạn và cái nguồn sát thương nhồi vào là tương đối nhiều. Các thành viên bên Gen.G họ cũng chẳng cần quan trọng điều đó nữa, họ đã giành về tỷ số là 2-0 trong cặp BO3 này. Và chúng ta sẽ không được nhìn thấy Gen.G sang bắt tay với cả Hangarai nha, do những cái sự cách ly bởi Covid-19. Nhưng mà không sao cả, chắc chắn rằng là Gen.G họ cũng sẽ dành những cái tinh thần thượng võ đối với cả Hangarai Sport thôi. Khi mà bây giờ chúng ta sẽ phải cần có tới cái trận đấu cuối cùng của Hangarai đối đầu với cả DK để biết được rằng ai sẽ dành cho mình vị trí top 3.